Em mới tới hả? Anh đang mơ tới cô nào mà không thấy em tới vậy? Cô mơ tưởng gì đâu. Em biết không, anh thấy đám cưới đi ngang qua đó, kê anh tưởng tượng tới cái ngày đám cưới của hai đứa mình. Anh này thiệt mà. Mai à, em nghe anh nói nè, chuyện đó bọn em tưởng đâu là anh nói giỡn hả? Mai à, mấy ngày qua nó không gặp được em, cho nên anh nhớ anh mong. Ngày đêm mơ tưởng em là cô dâu, còn anh là chú rể. Mơ ước thật nhiều mà nào có được đâu. Nói nữa mà chỉ nghe thêm buồn. Em và anh giờ vẫn trắng tay, mơ ước làm gì chuyện tương lai. Chúng ta yêu nhau dù nghèo nhưng trọn vẹn. Từ thuở hai đứa thường hò hẹn bên nhau, vất vả lao đao anh đây vẫn không màng. Đám cưới rõ ràng hai họ mừng vui. Nói tới nói lui để người ta nhìn khác nãy giờ. Ý chết, em uống gì để anh kêu chứ? Uống đá chanh chứ uống gì. Đá chanh hả? Chủ quán ơi, cho thêm ly đá chanh nha. Mai à, bộ có chuyện gì buồn sao em buồn so vậy? Buồn ngủ thì đúng hơn, tại hôm qua tăng ca nên em hơi mệt. Vậy hả? Vậy mà anh tưởng có chuyện gì chứ. Mai à, không biết bữa nay là ngày gì mà quá trời đám cưới luôn em ơi. Dạ anh Tiến ơi. Nhìn người ta bước lên xe qua, môi nở nụ cười tươi thắm. Em không biết rồi đây hạnh phúc đôi ta có được vuông tròn suốt đời bên nhau. Em lo sợ sau này tình đôi ta chắc trở. Em khóc cho em hay khóc cho chuyện tình trái ngang. Mai à, em đừng có nói quở vậy mà. Này người yêu ơi, xin chớ nói lời vu vơ. Làm người em yêu, anh vẫn hết tấm lòng yêu em. Không sao anh quên. Đêm nào chung đôi em buồn anh, em hờn em trách. Mai à, anh nghĩ mai mốt nếu có tiền thì mình làm đám cưới lớn, còn không có thì mình làm đám cưới nhỏ. Cái chính là hạnh phúc mà mình dành cho nhau thôi, phải không em? Thôi, bây giờ em phải về, để còn coi mấy đứa em nó học bài nữa. Nhưng mà anh tính... Để hôm nào nói chuyện tiếp đi anh. Ông nói thì hay lắm, sao ông không đi kiếm việc làm đi mà ở không hoài vậy? Tôi là người tự trọng, tôi không thèm đi xin xỏ ai hết đó. Ai muốn tôi làm việc là phải mời đàng hoàng tôi mới làm. Bà hiểu chưa? Hiểu chưa? Vậy sao? Trời ơi, nói sao mà không biết ngưỡng cái miệng à.
nhà cái thứ đang thất nghiệp mà làm cái giọng kỹ sư, không biết rồi đây sẽ ra sao. Ngày lớn đêm ông chỉ biết ăn nhậu rồi nằm, ông bỏ phế để mình tôi gánh vác, thân xác tôi tàn cũng chỉ tại vì ông. Thằng thớ làm gì nghe thèm chi, nó mắc cầm chiếc kiếp tuổi dài nó cũng có số mà ơi. Ai biết sao này ta sung sướng giàu sang, ai giàu ba họ có ai khó ba đời, vẫn mãn con người không thay đổi được đâu. Nói như ông mà không thẹn với lương tâm, nhà hát cột siêu con cái ăn bài, ông chỉ biết tối ngày nằm dài say khiên làm biếng mà còn vợ chồng kêu căng suốt đời này chết đuối nhăn răng. Nói nữa một hồi tôi nổi máu sung tim, nếu thấy đôi mình hết nợ hết duyên thì thôi từ nay tình ta thể như sù. Nói chuyện một hồi như đàn cai tai trâu, mệt quá đi, không có thèm nói với ông nữa. Ông muốn làm gì để ông làm, tôi vô à. Bực mình đâm mạnh lên cái coi. Trời ơi, mới đâm một chút xíu muốn làm biếng rồi à. Rồi nhỏ này nữa, sao đi làm gì giờ này mới về à? Hả? Dạ tại vì tăng ca nên con về trễ á bà. Tăng ca là có tăng tiền không? Thấy con người ta làm ở chỗ ngon lành, tiền bạc thấy phát ham. Còn con cái nhà này tháng nào cũng ba cọc ba đồng thấy phát chán. Hai đứa học bài chưa? Làm bài chưa? Thôi đi học đi. Lo cho tụi bay ăn học, không biết tới chừng nào mới được như hồi đây nữa. Mới về đó hả con? Dạ, con mới về má à. À, nhà có chuyện gì mà con trông thấy ba có vẻ giận dữ vậy? Có chuyện gì đâu con. Cũng tại bữa nay bán ế quá à, má ráng ngồi bán thêm cho hết nên mới về trễ, không có kịp lo cơm nước cho ổng ăn. Vậy mà ổng chẳng cảm thông, ổng cứ la, ổng cứ cằn nhằn, trông thấy mà khó ưa. Dạ lỗi tại do con má à, vì con làm việc tăng ca nên bỏ qua công việc cửa nhà mới gây ra chuyện rầy rà, đã làm buồn lòng má ba. Con đừng suy nghĩ sâu xa, chuyện tăng ca là chuyện phải làm, con đâu thể ngang nhiên bỏ về. Má chẳng trách phiền con, lối này do bởi ba con, bởi ông đây cũng có vẻ uy quyền, nên bất cứ chuyện gì dù chuyện không đáng cũng kiếm cứ rầy la. Mà hãy mở miệng ra là cứ nhắc tới bạc tiền, muốn có tiền mà không chịu làm, nghe riết rồi tao cũng chán. Tìm việc làm đâu phải dễ, xin má đừng trách phiền ba, tuổi ba giờ cũng đã cao, thôi cứ để ba ở nhà nghỉ ngơi. Má cũng đâu có trách phiền gì ổng đâu, ổng muốn đi làm hay là ở nhà cũng có sao. Má chỉ ghét ổng có một cái tật hay nói hay la vậy thôi. Cái chết rồi, nãy giờ nói chuyện mà quên cái nồi cá kho, chắc là nó cạn nước hết rồi. Ôi hên quá chưa sao. Má để con làm cho, má nghỉ một chút đi má. Được rồi con, xong hết rồi. Nè con xớ cơm nha, rồi dọn cơm lên cho ổng ăn đi, kẻo ổng đói lại là lên cơn thì má con mình khổ à. Dạ. Lấy chồng ngoại quốc. Các bạn nói gì? Vần N. No up. Vần G L. Giao xa. Vần O. O. Vần A L. A. Vần I L. Ít đói. Vần Q.
quyền quý cùng u là cùng quét đê cùng ô là ổn định cùng xe là cửa nhà lên nói gì lấy chồng ngoại quốc lên nói gì lấy chồng ngoại quốc lấy đi rồi biết Diệp. Dạ vui Chết. Quá phải không con đó phải không nghe lời gì á bây giờ rõ ràng chưa mình có tiền rồi đó con thì nói sao ai cũng nghe trơn trụi đó tối nay lời nói của người có tiền là châu là ngọc mà con dạ còn nghèo nói thì chỉ là rơm là rác thôi con à mày mà không nghe lời gì có nước bây giờ làm công bán cà phê cho người ta cầm lưng lương chứ dạ con cảm ơn dì nhiều lắm Ý à, sao mà lông quá vậy nè Hôm trước em nói chỉ có mấy chục người bạn mà ta bây giờ cả trăm người dữ vậy Ủa, ông nói cái gì mà khó nghe quá gì gì À, nó hỏi đám cưới lớn vậy rồi con có thương nó không Dạ, dạ cảm ơn, thương anh lắm Lì hơ à, lì à, lì hơ xe xe lì à Lì à, lì à, hiểu không Trời đất ơi, kiểu này tông kem quá Dạ ông nói cái gì vậy gì nó nói hả nó nói qua Việt Nam cưới được con á vừa đẹp vừa dễ thương nó dạ. mừng lắm đi à đi du di ngà đi à đi xe xe qua đi trời ơi ở bên Đài Loan á làm sao mà ông được cái đám cưới lớn vậy thấy không ông quay video lại cảnh đám cưới này ông đem về bển ông khè với bạn bè ông mà cũng phục ông sát đất chứ ở đó trời lét ơi nhưng mà tiền dành dụng của tôi cũng có hạn chế bỏ trời ơi ông dính cái mình nói ông nói cái gì vậy gì nó nói vui quá dạ. nó hỏi con còn bạn bè nữa không dạ gì nói với ổng á là còn 5 bàn nữa để dành cho bạn bè tới trễ đó gì lìa chị còn còn lông lắm mà còn 50 đứa nữa lần à hả 50 đứa lận trời lét ơi chết cha mồ tổ ngộ rồi Diệp, trời gì quên nữa Dạ Trời chút xíu là quên thôi à Cái tiền quê hồng mai mối của dì hôm qua con đưa chị gì đó Chị đếm lại đó, thiếu 20 đô đó con à Đám cưới xong á con tính lại giùm gì đi nghe con Dạ Thiệt tình á, lù bù quá riết rồi muốn khùng luôn á chứ Đã mấy ngày chạy tới lười Vì đây quên ăn quên uống Làm cho thân xác khéo gầy Đi cân sụp 10 ký Mất vỏ cái trơn rồi con à Dạ Cảm ơn vì đã yên tâm Lo cho con tròn niềm hạnh phúc Mai sau mà con được sang giàu Con sẽ đền ơn gì cho xứng đáng gì ha Đó là bổn phận và nghề nghiệp mà con cứ yên tâm đi Miễn sao dì nhìn thấy con hạnh phúc được tràn trề Phải không dì? Thấy con vui vẻ bên chồng Mà lòng dì thấy hân hoan Mỗi mai được chồng giàu sang Cho con cuộc sống sang giàu Ơn nghĩa này con nhớ đừng Bo thêm cho dì nghe con Dạ con không dám quên đâu mà Cảm ơn cưng Dễ thương á Nghỉ tay ăn cơm đi các bạn ơi Ê tụi bay Bữa nay thằng Tiến nó làm sao vậy tụi bay Cái mặt nó bụng thiêu à Tao cũng thấy vậy đó Ê bây giờ phải tra vấn coi nó có chuyện gì mới được Nè Làm gì mà ngồi một mình cái mặt nhão như cục sình vậy Chắc là thất tình phải không bạn mình Không dám thất tình đâu Các bạn biết lý do làm sao mà mặt tôi giống như cục sình vậy không Sao đâu nói nghe coi Hồi sáng này vừa mới mở mắt ra Nhìn đồng hồ điểm đã hơn 8 giờ Tôi lo sợ ông chủ sẽ la cho nên tôi bi sĩ vẫn chưa hoàn hồn Hèn gì cái mặt hơi kỳ Mới nhìn tưởng mày nhớ người yêu Hay là đã bị leo cây tha mỡ bò rồi
Tôi thật nể anh á, có tài suy đoán, nhưng mà chật lớp rồi anh ơi. Nếu không phải nhớ người yêu, tại sao cái mặt giống như cục sình? Không phải hả? Thì tin không tin thôi, tôi nói vậy đó. Không phải thất tình mà sao cái mặt giàu giàu như bị bồ đá vậy? Mặt tôi đẹp trai gì mà sợ bị bồ đá hả? Đẹp trai nhưng túi rỗng thì tình yêu cũng bấp bênh lắm bạn ơi. Túi tôi rỗng nhưng mà tôi có tấm lòng thì chắc chắn người yêu của tôi không bao giờ phản bội tôi đâu. Chà, tôn thờ người yêu dữ ha. Chứ mấy anh tìm đâu ra một người như Mai của tôi vậy? Tao tìm được, mày dám cá một chậu ăn sáng không? Dám không? Dám chứ sao không dám, chỉ đi, ở đâu thì vậy? Ở đâu? Ở đây chứ còn đâu nữa. Kìa, cô ta tới rồi. Anh Tiến. Tôi nói Mai kia chứ không phải Mai này đâu. Có Mai thì thôi, mày thua rồi. Một chầu ăn sáng đó, đừng quên nha bạn. Dạ chú Bảy thông cảm, để từ từ rồi tôi tính, chứ lúc này không có được. Nè, tôi thông cảm với thím lắm rồi đó nha. Nhưng mà thím nói lại với ổng là nhắm mượn mà trả thì hãy mượn, còn mượn mà trốn luôn thì coi sao được. Rồi ổng đâu rồi chị? Nè, tôi báo cho chị biết nghe, ổng có muốn trốn á, trốn luôn đừng cho thấy mình. Nếu mà tôi đây bắt gặp, áo quần tôi lột sạch trơn, tiền tôi là mồ hôi nước mắt, một cách tôi không dám xài, nở kéo dài hơn cả tháng, biết chừng nào mà thanh toán. Dạ, sáng mai tôi trả đủ đầy. Dạ mấy chú thông cảm giùm đi, tôi hứa tôi trả đàng hoàng mà. Còn ổng đi đâu rồi tôi không có biết nữa, từ sáng tới bây giờ tôi không có gặp ổng nữa. Nè, chị kêu ổng tính cái khoảng 300.000 lẻ cho tôi nha, chứ để lâu là tôi không có chịu đâu nghe. Mai, ba con có ở nhà không vậy? Dạ, con mới đi làm về nên con không biết đâu chú Sáu à. Con nói với ba con là 80.000 tiền mua vé số, ổng còn thiếu, ráng lo trả cho chú đó nghe. Chú đâu có vốn đâu mà ổng cứ cù cưa cù nhảy hoài vậy. Không lẽ bán vé số cho ổng phải đợi tới lúc ổng trúng lô đặc biệt mới được trả tiền hả? Dạ, để con nói lại cho. Mai, con xuống rót cho má mấy ly nước để cho khách uống đi con. Dạ. Ba, cô La, tao đang trốn mà. Mai ơi, sao buồn vậy em? Chà, cái đường mai khéo quá, dễ thương quá. Ôi cái bàn tay của em có 5 ngón, trắng trẻo thon thon, đẹp nữa củ khoai mì. Anh ước gì đem đường chín để anh ăn, nhìn ngắm hồi lâu anh nuốt nước miếng từ nãy giờ. Mà anh nói sao nghe lạ hả? Nói gì lạ? Nhìn ngón tay chân, tự nhiên cái anh nói thèm. Người ta chưa phải đâu là chó với mèo, hở ra thứ gì cũng đòi tát đòi ăn à? Không, ý anh muốn nói là em có bàn tay đẹp, cho nên đường mai của em nó sắc sảo khôn lường. Bởi thế cho nên anh muốn nuốt nó vào lòng. Xin em cảm thiện cho anh nắm được bàn tay. Cái anh này làm cái gì vậy? Làm cái gì? Cô Mai ẩu thả như vậy tôi chỉ cho cô biết cô còn tự nữ tôi hả? Muốn làm hay là muốn nghỉ? Muốn kiếm ăn á thì đi chỗ khác mà kiếm, chứ ở đây hả mà tính kiếm chát á hả thì không có được đâu. Kiếm chát cái gì? Anh mới đụng vô tay tôi tức thời nè còn chối nữa hả? Làm gì mà chối? Đó là tôi vô tình tôi đụng tay của cô. Đụng tay cô có mập béo đâu mà ham. Ghê quá. Nè, cho cô hay, bồ tôi ngon lành lắm mà, sang trọng chứ không phải mà cỡ như cô đâu. Nè, cái mặt tôi nè, tát đi.
Tát đi. Tát vô đây là lên đường may mắn liền đó nghe cưng. Biết khôn thì làm thỏ đi, chứ làm cọp có ngày mất việc nghe cưng. Mai nè, Hạnh vừa mới gửi thiệp mời mình đi đám cưới vào cuối tuần này đó em. Hạnh lấy ai vậy anh? Anh cũng chưa biết mặt nữa, coi trong thiệp á chỉ biết là người nước ngoài thôi. Không biết có thương không á mà Hạnh lại chịu làm vợ người ta vậy cả. Rồi mai mốt về nơi xứ lạ quê người, liệu có sống được không hả em ha? Bộ anh muốn biết lắm hả? Vậy để sau này em đi lấy chồng xứ lạ, rồi lâu lâu các em về các em kể lại cho anh biết ha. Ý, em đừng có nói bậy như vậy, không có ai chen vô giành em được đâu. Trời ơi, mới nghe đã sợ rồi hả? Ý, anh quên nữa, Mai à, từ tháng này á anh được tăng lương rồi đó. Tới nay á thì anh để dành được 8 chỉ rồi nè. Anh tính nhiêu đó cũng làm được cái đám cưới nho nhỏ. Em tính sao? Chừng nào đây? Em không ngờ nha. Em không ngờ anh quan tâm chuyện của đôi ta như vậy á. Càng nghĩ em lại càng thương anh nhiều. Vì tình yêu của đôi ta vất vả lo con dành dụm bao năm, nay mới được chừng ngày. Em à, xin em nhớ con bằng lòng già. Tình cảm đậm đà đã khắc sâu, mình quyết cùng nhau chung sống bắt đầu. Xin anh hãy yên lòng, kể từ nay đôi ta vĩnh viễn sẽ như đôi vợ chồng, không mong gì lai chuyện. Còn vấn đề thành hôn, thôi để mai mốt rồi tính đi. Bây giờ em về ha, trễ rồi anh à. Mai à, sao lúc nào em cũng mai mốt hoài vậy? À cho em tô bún đi chị. Không, đừng bỏ mắm nha chị. Dạ. À, ủa sao lúc này em không thấy nhỏ gái của chị ra đây phụ với chị nữa cả? Dạ nó đi làm công nhân rồi nên nó đâu có thời giờ. À vậy à, phải nói nghe, nhỏ gái chị thấy mặt mày nó dễ thương hiền mà đẹp. Trời ơi, vậy mà đi làm công nhân hả chị, tội nghiệp thiệt á. Chị nhắc tôi mới nhớ, suốt mấy tháng trời làm thân con gái nó quá thiệt thòi. Gian khổ ngày đêm mai chẳng ở tay, mà lương chẳng bao nhiêu. Nghèo là thua thiệt, đời là như vậy. Biết sống như tôi mà vẫn phục hơi đó chị. Mới nghe chị nói tôi đoán không lầm, làm ăn mua bán không lỗ thì đời chắc có chuyện gì. Chị mới tham gia nói thử tôi nghe. Nói là nói vậy chứ tôi đâu có buồn bực, vẫn sống bay bay cho đến ngày nay chị à. Còn chị dạo này làm ăn chắc khá hả? Ôi đâu có làm ăn gì, tối ngày đi làm việc thiện không mà chị. Ta nói đi giúp hết người này tới người kia không hả? Giúp người hả? Ờ thì giúp cho mấy đứa con gái con nhà nghèo đó chị. Ta nay lắm này á có nhiều phong trào cũng như là người ngoại quốc qua đây đặng kiếm vợ, cho nên tôi mới đứng ra làm mai làm mối. Ôi cái nghề này á thì
cái nó giống như là kiếp tầm nhã tơ vậy đó chị, nhưng cái nghiệp của tôi rồi. Phải công nhận nghe, trời ơi, tôi có gian ăn nói lắm đó chị, cho nên nói đâu là dính đó liền thôi. Tại nó biết bao nhiêu đứa bây giờ ha, nhà cao cửa rộng nè, ăn sung mặc sướng nè, cũng là nhờ một tay đó đó chứ. Rồi chị, họ có khăn giấy không chị? Dạ dạ. Không có hả? Dạ có. Bởi vì tội ghê lắm, hàng quán không có khăn thấy cũng kỳ, bởi tội nghiệp thôi. Được rồi, rồi cho em trả tiền đi chị. Ủa y vậy hả? Ủa chưa lên giá hả chị? Dạ chưa. Trời ơi tội quá. Thôi này cho em gửi nè. Dạ cảm ơn chị. Quên nữa. Chị, đây là cái cạc của em. Mai mốt có gì cần đó, chị cứ liên lạc, em giúp liền thôi. Nói thiệt nghe, đứa con gái của chị đó, tình này nó đẹp đâu có thua ai đâu. Nếu chị mà chịu để cho em làm mai làm mối cho nó hả, thì ta nay trước sau gì hả, chị cũng dẹp cái gánh bún này liền thôi. Thêm đi nghe chị. Dạ. Dạ, chào chị. Câu trời ban phước cho vô độc đắc lần này. Trời mà ban phước con đây sẽ cúng heo quay. Tiền mà vô túi con đây thì chẳng quên ơn. Con đã nghèo rớt mong tử nên mua một tấm cầu trời, nhờ trời ban phước giúp con. Trời ơi. Lên pháo anh ơi. Lên pháo bên đó kẹt liền. Đó, thấy không? Bên kia con ngựa hết nhúc nhích rồi. Thuốc nè anh hai. Nó chống con tượng, nó chống con tượng phải làm sao đây, Chú Chính khỏe không? Kiếm ông mệt thấy mẹ chứ khỏe gì. Sao chứ không ghé nhà? Ghé hoài có lần nào gặp đâu. Sao? Trễ hạn hơn nửa tháng rồi đó. Tính trả hay không? Trời ơi, bữa trước có tiền kiếm chú trả đâu có gặp rồi. Có nói không thì thôi nghe. Bây giờ chừng nào? Sáng mai, sáng sớm mai trả liền á. Nè, cái này ông hứa đó nghe. Dạ. Chắc không đó. Uy tín mà. Tiến, anh vô nhà chơi đi, rồi chút xíu hãy về. Dạ, thưa ba, con mới về. Bạn con đây hả? Dạ, anh Tiến là bạn của con đó ba. Dạ, cháu chào ba. Ngồi chơi. Anh ngồi chơi với ba em nghe. Để em xuống bếp làm cơm. Bữa nay má về trễ, cơm chưa có nấu. Sao, quen với ông Mai lâu chưa? Dạ thưa bác, hai con đã quen từ lâu. Ta nào có biết cái gì đâu, tại sao mà mây lại giấu tàu. Nay tận mặt thấy người trong mộng. Con của tàu nó quá nghèo, nhìn cái tướng quá bèo. Con cố gắng ráng làm ăn để cho bác khỏi bận tâm. Ngày đêm không tự nan việc chi, con yêu Mai sao đậm với tình yêu chân thật. Không thôi khỏi nói, tao thấy rồi. Quen được bao lâu rồi? Dạ cháu với Mai cũng quen được gần 3 năm rồi bác à. 3 năm quen lâu vậy rồi tính sao? Tiến tới hay qua đường thôi? Dạ cháu cũng có ý tiến tới. Đàng hoàng quá ha. Lúc này làm gì? Dạ cháu là thợ sửa xe ô tô. Lương tháng được nhiêu? Dạ chỗ cháu làm cũng khá, mỗi tháng được 800 ngàn. Dạ 800 ngàn. Dạ tính ra cũng chỉ có 70 mấy đô la. Dạ tôi có thằng cháu làm ở công ty nước ngoài mỗi tháng được tới 200 đô lận.
có bảy mấy đô. Yêu yêu. Dạ cháu cũng cố gắng đi dạy thêm ban đêm cho một số em học sinh cấp 1, cấp 2 nên cũng được khoảng mấy trăm ngàn nữa. Dạ cộng lại cũng được triệu mấy. Gộp lại cũng chỉ sắp xỉ 100 đô. Nhiều đó cũng khá, nhưng chỉ đủ mình cháu sống thôi chứ làm sao nuôi vợ con nổi. Hoàn cảnh khó khăn như vậy gia đình có giúp đỡ gì thêm không vậy? Dạ ba má cháu ở dưới quê cũng không được khá giả cho nên cháu phải tự lập là chính à. Dạ tụi ba má cháu ở dưới quê làm gì? Dạ làm ruộng. Làm ruộng thì đâu có giàu, sao không chịu trồng tiêu á? Tôi thấy người ta trồng tiêu xuất khẩu làm giàu mau lắm. Dạ nhưng đất ở dưới quê cháu trồng tiêu không có được. Trời ơi, thì mình phải vận dụng khoa học kỹ thuật cải tạo đất đai lại mấy hồi vậy mới làm giàu được chứ. Ba ma cháu không có đầu óc làm ăn kinh tế gì hết nè. Có hút thuốc không? Dạ không. Bộ hút thuốc là sợ ho lao hả? Dạ cháu nghe nói hút thuốc có hại cho sức khỏe cho nên cháu không dám. Dạ, sợ nắm gan. Ui xong chết có số lo cái gì. Mai mốt không có hút rồi cũng mua bỏ trong túi nữa không? Sẽ giao rồi nghe không? Dạ. Ý, cái xe đạp của cháu dựng trước cửa hả? Dạ. Đỡ quá. Cho bác mượn đi công chuyện chút xíu nha. Chút xíu thôi rồi bác về liền à. Dạ. Mai ơi, Mai ơi. Ba đi công chuyện chút nha. À, ba à, bộ ba không ăn cơm sao? Thôi thôi, nhà cứ ăn cơm để ba không ăn đâu. No, no. Anh sao? Ai đó? Tôi nè, Năm Hảo nè. Mở cửa lẹ đi. Vô đây. Ăn thêm chén nữa đi cháu. Dạ. Con no lắm rồi bác à. Thôi, tối rồi, anh về nghỉ sớm đi, để mai còn đi làm nữa đó. Về sớm đi cháu. Dạ, con ngồi chơi chờ thêm chút nữa cũng được mà. Ủa, con chờ ai? Dạ, bác trai. Thôi được rồi, con cứ về đi, chứ ổng đi khuya lắm ông mới về. Con cứ về đi, để chừng nào ổng về rồi bác nói lại cho. Dạ, bác trai mượn xe của con. Anh thử con... Ba em mượn xe của anh hả? Nói mượn chút xíu à, sao lâu... Được rồi, con ngồi chơi thêm chút xíu nha. Để bác đi kiếm bác trai về nha. Trời, xui quá trời quá đất. Ông về rồi còn có xe đâu. Chết rồi bà ơi. Bình tâm mà nghe tôi kể lại mấy lời tôi đầu câu chuyện, thương cho ấm thân lận đận, tôi buồn cho số phận nên lòng tôi đây khó chịu. Ông trời sao nỡ đọa đày, còn chi đâu số trời an bài. Tôi cố tâm làm lại cuộc đời từ đây, lo tìm thêm nghề nuôi thân, mời leo lên phượng chiếc xe. Ra đường không may, số tôi phải chịu đắng cay, biết ai tâm sự đành chịu. Làm sao kiếm lại chiếc xe, chắc tôi thiếu nợ rồi tôi đi ở đâu vài năm để trừ chiếc xe. Còn không chịu thì đành xù ai ơi. Hồi nãy tôi mượn xe nó tới nhà ông bạn để bàn công chuyện làm ăn, ai ngờ để xe trước cửa, mới bước vô nhà nói mấy câu quay ra xe mất tiêu rồi. Nãy giờ tôi chạy tôi kiếm rung cặp giò luôn á, thiệt là bậy hết chỗ nói vậy đó. Tiên à, đi từ bác tìm cách rồi bác đền lại cho cháu nghe cháu. Dạ không sao đâu bác à, chiếc xe đó cũng cũ lắm rồi, nó hư hoài à, cháu còn nên mua xe mới. Bây giờ nó mất cũng không có sao đâu, bác đừng lo. Để ráng kiếm tiền à, vậy hả? Dạ. Phải rồi, xe đó chạy xúc sên hoài cháu ơi. Bây giờ anh lấy xe em về rồi ngày mai tính anh ha. Thôi, anh đi xe ôm được rồi.
Dạ thưa hai bác, cháu về. Ờ, cháu về mạnh giỏi nha. Dạ. Ông vô đây. Làm gì kéo dữ à? Nè, ông nói thật tôi nghe, đừng học che giấu tội. Ông nói lao với ai, đừng nào qua mắt được tôi. Nè nè nè, bà nói chuyện với tôi, xin bà nên cấm thầm. Tôi như vậy mà lại đi bán xe đạp đó sao? Hồi nãy có ai đánh đâu mà ông sai. Tôi chỉ hỏi có mấy lời, tôi có nói gì tới xe đâu. Cũng tại ông dối gian, cho nên ông hay rục rịch. Có tịch hãy khai đi, chứ dấu mưa mà chi. À, cái bà này muốn kiếm chuyện với tôi. Nó mất xe đạp, nó không có mắc đền, mắc mớ gì mà bà lo. Còn riêng tôi ai bắt quả tang đâu mà tôi đây phải lo. Đổ lỗi cho tôi hả? Thì tôi sẽ chửi cho một trận. Hở ra là ông đòi mắng chửi người ta. Vậy đó. Thật tôi không ngờ có người của ông giờ đây khốn nạn. Bao hại vợ con người thân, ông đang tâm lường gạt. Thôi, bà nín đi, bà đừng có nói nữa mà chi. Ông qua mặt ai thì được, chứ gạt tôi không có được đâu. Làm gì gạt bà? Tôi là người quang minh chính đại. À, chị Tám đó hả? Trời nhớ quá trời luôn à. Tám ơi, khỏe không? Vậy hả? Nhớ ăn ngon ngủ kỹ chút xíu nghe, để còn có sức khỏe từng tuần sau mà lo đám cưới cho người Út nghe không? Nè, nhớ nói Út quá đừng ra nắng nhiều, không thôi da mặt đen thù lùi là bên đàn trai ta chê đó nha không? Ờ, mà chị dẫn nó đi bấm lỗ tai chưa vậy? Đặng tới ngày cưới còn đeo bông chứ. Tại nè, khách bên gái có thêm ai nữa không? Đặng mà tôi báo cho bên đàn trai biết nè. Hả? Nó nghe nè, chị nhắn thêm với con Út á, là bữa nay á, thấy chú rể hết chê luôn đó nghe. Bữa trước thì thấy già già móm móm là tại chưa gắn răng, hiểu không? Chứ bữa nay gắn hàm răng giả vô rồi tao nói đẹp trai dễ sợ luôn. Cha nó hồi trẻ chắc đẹp dữ lắm á. Sao chị, dẫn nó đi lựa đồ cưới chưa? Hả, chị muốn nói hả? Từ từ tôi nói hết đi chị nói. Rồi đó, tôi dặn dò như đó thôi, giờ chị nói đi. Hả? Gì? Chị nói đi đâu? Đi căng da mặt hả? Hả hả, cái gì? Trời ơi, đi mất tiêu rồi hả? Trốn mấy ngày nay rồi hả? Trời ơi, bà nói chuyện lạnh tanh vậy bà. Rồi giờ tới ngày cưới ai làm cô dâu đây bà? Sao có con biết giữ vậy? Tiền ta nhận rồi, bây giờ xin lỗi sao được? Thôi dẹp, không xin lỗi. Trời ơi, chị làm giống như giỡn chơi vậy. Mấy người làm gì dòm? Đừng vô duyên quá đi, ta đừng nói chuyện người chuyện của người ta dòm gì. Bực bội chửi mẹ đi, dòm dòm ngay mặt ta thấy ghét cái thằng lùng đó. Không có chửi chị, không có. Nó mấy người kia bực bội quá à. Không có được chị ơi, trời ơi, con em mới 15 tuổi mà kêu nó thế vô chỗ đâu có được. Không có được chị ơi. Trời ơi, mấy người làm ăn vậy chết rồi trời ơi. Sao hả? Trả lại tiền hả? Chứ còn gì nữa trời. Trời, không lẽ giờ tôi mất luôn tiền và trả dùm cho chị. Trời ơi, bây giờ bộ tính nước hết tiền đâu có được chị. Bởi vì tôi bực mình mấy người quá à. Lần sau đừng nhờ giả gì tôi nữa nha. Mệt quá đi mất à. Đó giờ vô kêu đi mấy cha. Sao liếc gì? Nhiêu tiền hả? 45 phút, 90 ngàn. Gì? 45 phút, 90 ngàn. Trời ơi, chém trên đầu cha người ta ăn đó trời. Sao bữa nay xui dữ, vừa mất mối vừa mất hơn 8 đô nữa. Xui tận mạng luôn à. Ê, coi chừng công an nghe tụi bay. Bây giờ tới tao làm cái nha. Ê, giỡn, còn tiền không mà đòi làm cái cha nội. Coi chừng giọng sạc cọp á. Gì, đừng có khi dễ mày. Muốn đặt bao nhiêu tao bao hết á. Lớn thì nói cho phải đó nha. Uy tín. Đặt đi. Tao chia nghe. Rồi chia đi. Rồi.
cái bù. Cú hai cái bù. Giỡn giỡn. Mấy nốt mấy nốt? Hai nốt. Một em. Này mấy đây? Bốn nốt bỏ tôi. Đưa ra đi, giấu gì nữa mày, mở ra coi. Anh một đúng. Một em nữa. Xui quá vậy. Dở bài đó mày. Bù. Vô bài luôn. Ê, cả nhiều đúng đó. Ê, khoan. Dở lẹ đi. Thằng kia, thằng kia, lẹ mày. Dưới năm là mày tiêu nghe không? Coi vậy lâu rồi, mấy đúng. Ba đúng. Cho tụi bay biết mặt nè, khỏi nặng luôn. Một, hai, ba, lắc bài nè. Cái bù. Trúng tiền đi, trúng tiền đi, trúng đi. Trúng đi, tao đi cha nội. Từ từ. Tao cộng lộn chứ bộ. Từ từ tao chung. Sao kỳ vậy ta? Chính lúc mà sao giờ kỳ vậy ta? Tụi bay làm gì dữ vậy? Chung đi ông ơi, chung đi, chung đi. Từ từ, chung đi. Tao coi kỹ là bài này coi. Kỳ vậy ta? Này nhiêu nè? 30, 20, 30, 50. Làm gì đặt dữ vậy mày? Thì ông à, tôi tao hỏi vậy thôi. Ông à. Tao hỏi vậy thôi. Còn đóng này nhiêu đây? 100. 100. Sao? Ê, bù quê mà sao chưa trả tiền lại cha nội? Quê thì không thẳng trả chứ. Nè, còn tôi nữa chung đi cha nội ơi, lẹ đi. Chung mày chung sao? Lẹ đi cha nội. Từ 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 từ. Mượn cái tụ này chung tụ này nha. Ê, còn tụ tôi nữa. Đây đây có liền. Mượn cái tụ này chung tụ này. Đó, gì vậy? Còn tôi nữa chi? Thôi mày gần nhà, cho tao thiếu đi. Không dám đâu. Chơi ông luôn. Ai không? Có ai gần tôi không? Có đứa nào rảnh chạy vô kêu giùm vợ tôi, đưa tôi đi nhà thương thôi. Đi hết nỗi đau quá. Ông ơi, đầu ông còn đau nhiều không? Đau sao ông đau? Đầu người ta chứ có phải vừa khô đâu mà đánh ông đau. Đó, hai biểu ông cứ ham bài bạc hoài, chi cho mang khổ ông. Ôi, đừng có nói nữa, nhức đầu lắm mà, đau quá. Ôi nhức, nhức quá tai. Ráng chịu đừng cô la. Bác sĩ đâu có cấm la. Nhưng mà đây là nhà thương. Nhà thương thì là có sao đâu mà bà ngọng cho la. Bệnh nhân người ta đang nghỉ kìa. Vậy chứ còn tôi làm cái thứ gì? Tính ông thật là ngoan cố mà. Tôi đố thằng nào ngủ được trong này. Ông thật là nói kỹ uổng công. Tính hết cho điều tôi mới thấy vui. Tính hết của ông sao mà ngang ngược. Vậy bây giờ tôi mới vô đây. Hối hận quá muộn màng. Thôi ông hãy nằm nghỉ cho khỏe đi ông. Ra ngoài mua chai dầu nha. Có tiền không? Mua dầu xanh Singapore nha. Tôi chịu mùi đó. Dầu trị bệnh mà cũng lửa nữa. Chứ sao? Anh đã quen mùi mà. Bố bà tiếc tiền rồi. Ông nói gì lạ vậy ông? Tại sao tôi lại phải tiếc? Không phải tiếc tiền mà sao tôi thấy gương mặt bà nó không có được vui. Vui gì nổi mà vui. Sao vậy? Đến giờ này mà ông còn hỏi tôi tại sao nữa. Tại vì ông đó. Tại ông già mà không nên hết. Tại ông già mà còn ham cờ bạc. Nên mới gây ra thảm trạng như vậy. Nhà đã khô khăn, giờ đây lại càng túng mấy quần khúc cùng. Ông là chồng là cha, mà sao vô trách nhiệm. Chẳng ngó ngàng đến vợ đến con. Bà nói quá, có ngày nào mà tôi ngó mặt bà. Có ngày nào mà tôi không có gọi mấy đứa trình diễn. Ông kêu mấy đứa nhỏ đấm bốp. Lời ông nói ra tôi nghe càng thêm tức. Ông chỉ ý quyền chứ nào mà đến nỗi khổ vợ con.
con bà khổ, tôi sướng chứ hả? Thôi thôi thôi, làm ơn đi mua giùm tôi chai dầu đi. Ở đây nói một hồi chắc tôi bể đầu tôi luôn quá. Tiên. Dạ. Dạ, bác trai ở đây mà nãy giờ con đi kiếm quá chừng luôn à. Bác đỡ chưa vậy bác? Dạ, cũng may chưa nước sọ. Thôi, cháu ngồi chơi để bác đi mua cháo cho bác trai ăn nha. Mua cơm đi, đừng mua cháo. Đầu có ông vậy mà ăn cơm được không? Đầu đau chứ miệng đâu có đau mà ăn không được. Mà nhớ mua cơm sườn nha, nhớ kêu nướng giòn giòn chút. Bác à, bác bị sao vậy bác? À, bác gặp ở thằng ăn cắp xe hôm trước đó. Bác nhảy ra trận bị nó đập vô đầu một cái quá mạng rồi nó chạy mất luôn à. Thằng tử không có lấy lại được chiếc xe. Uổng thiệt uổng. Coi cô, cậu đó bị sao vậy cô? Tự dần hay uống lộn thuốc gì đó. Mới cấp cứu sốt ruột xong, ông ở đây thấy có triệu chứng gì khác thường á, làm ơn kêu giùm phòng trực ngang. Kêu giùm có phát tiền không cô? Tại sao cô phản bội tôi? Tại sao? Chối hả? Đến nước này mà cô còn chối phải không? Được, tôi sẽ giết cô. Nằm xuống ngủ đi, khuya rồi đừng có làm ồn, để cho người ta ngủ chứ. Tôi đây con mình, lỡ tôi ngủ quên nó bóp cổ tôi chết sao? Ai bóp cổ ông? Thì nó chứ ai, nó đó, mới đây thôi nó đến gần rồi bóp cổ tôi. Ông đang ngủ mà nói gì là vậy? Nếu không tình con nằm chờ sẽ thấy ngay. Nó đưa hai bàn tay định bóp cổ, tôi quán hồn quán gì. Tôi đang lên nếu không thì vợ đã ra mà. À, chắc ông đây á hay xem phim kinh dị, hay ma cà kinh, hay ác quỷ ra khu na. Cho nó xuống đi mong hay nằm mong, để tôi chích cho mũi thuốc ngủ nha. Ông sẽ ngủ ngon mà không thấy chuyện gì. Thôi, trời ơi tôi mà ngủ là kể như tôi tiêu tùng. Thức mà còn sợ muốn khùng. Nếu cô vui lòng, xin hãy ngủ lại với tôi. Trời đất ơi, sao mà ông ăn nói giống như khùng. Tôi mà ngủ trong chung giường hả? Nếu mà không bằng lòng, tôi sẽ quậy suốt đêm. Người ta đang ngủ, mà ông nói gì vậy? Nói nhảm không à? Nằm xuống ngủ giùm tôi cái đi ông ơi. Nè, không còn ào nữa nghe. Nó ngồi dậy, bơi người ta cứu tôi, cứu tôi. Trời đất ơi, sao mà đập đồ, la lối ông sờn hoài vậy? Ông có khùng không? Nó muốn giết tôi nữa đó cô ơi. Thôi ông im đi, ông muốn giết người ta thì có. Ở đây là bệnh viện, chứ đâu phải chợ mà ông muốn quậy. Đúng ra người ta không nên đưa ông vào đây. Ông đưa tôi vô đây, đưa vô đâu? Vào bệnh viện tâm thần. Y tá gì đâu, bệnh nhân kêu không chịu cứu. Còn này nữa,
Mày canh bị tay vô mày nằm phải không? Không có thể yên tâm ngủ như này được. Kiếm vũ khí thôi. Ừ, phải thủ về chắc ăn. Đêm qua tao suýt chết rồi. Ủa sao vậy bác? Có người muốn giết tao rồi. Trời ơi, gì ghê vậy? Mà bác biết mặt người đó không vậy? Sao không biết? Ai vậy bác? Này nè. Trời ơi, đêm hôm nó làm thấy ghê lắm rồi. Tao đang nằm ngủ rương không á, nó bay qua nó đè bóp cổ tao chơi à. Tao đâu có thiếu nợ gì nó đâu à. Ủa sao kỳ vậy? Khi không rồi bóp cổ bắt chơi vậy hả? Thôi chừng nó nghe. À, giờ tao hiểu rồi. Tại sao mà nó làm vậy rồi? Tại sao vậy bác? Nó điên. Hả? Sao bác biết? Thấy nó đi cái tướng giống hệt như ma cà tinh. Mắt đỏ như ôm luộc, môi tay mép lưng thì lại cà con. Điên là vậy đó mày ơi. Nếu theo như cháu thấy, nó bị bệnh thần kinh. Sao nó vô trong này hay nó uống thuốc này? Thất tình nên quyên sinh chớ không phải gì điên. Trời ơi, mày nhìn ta vậy mày lầm rồi. Đêm hôm mà mày thấy nó mày mới hết hồn hết vía. Ở chung phòng với tao, tao ơn quá. Chắc phải xin xuất viện về tôi tiên ơi. Ừ, nhưng mà bác thấy khỏe chưa mà xin xuất viện vậy? Khỏe, khỏe dữ dội lắm rồi. Bác sĩ muốn cho tao xuất viện từ hôm kia lận mà tao không chịu về. Bởi vì tao sợ. Bác sợ gì? Tao sợ. À, mà tao sợ gì kệ tao mắc mớ gì mày hỏi. Sao mày nhiều chuyện quá. Nè, ở đây coi đồ giùm tao nha. Tao lên gặp bác sĩ rồi xin xuất viện à. Dạ. Nè nè, nhớ để ý đó nha. Coi chừng nó lên cơn bất tử đó. Lúc nào cũng phải trong tư thế phòng thủ nghe con. Dạ, bác yên tâm. Không có gì đâu. Ừ, ráng giữ thân nghe con. Dạ. Bắt quả tang rồi nghe cô em. À, làm gì vậy? Làm gì? Đi làm trễ trừ lương đó. Cái gì? Tôi có lý do. Anh có quyền gì mà trừ lương tôi chứ? Quyền gì hả em? Cho cô em biết, bà cô của tôi đã phân công để ý tất cả những người làm trong phân xưởng này nè. Ai mà rục địch vi phạm gì, tôi chỉ báo một tiếng là tai họa tới liền. Nè, nói nghe nè. Đối với em thì anh đâu có nợ. Nè, gửi cho em nè, đặc biệt có mình em có. Lại giấy mời đi ăn khuya nữa phải không? Nè, chiều nay có anh chị nào rảnh không? Đi ăn kem cho vui nè. Ở đây có ai chưa nhận giấy mời đi ăn kem không? Có ai không? Nè, tôi cảnh cáo con nha. Vậy? Tôi không có được em tôi mà ra cu biếu kìa chưa? Trời ơi, anh buông tay tôi ra chưa? Ui. Trời ơi, đàn ông con trai gì mà gặp ai cũng tha dây ra, thật không biết điều. Cầm tay tôi làm ầm ĩ em ơi, chuyện này là chuyện nhỏ thôi, bởi anh thường tình cầm tay em chúng có chi đâu phiền. Lời tôi đã nói yêu anh còn ngoan cố gì thì tôi sẽ tát cho anh mặc như cái tên. Làm gì mà dám tát anh, đừng buồn đặng để anh buồn. Nếu không buồn thì đừng nên than qua lỗi do anh làm. Buông tay tôi ra chưa? Buông ra không chưa? Không buông cô làm gì tôi? Không buông phải không? Trời ơi, nhớ nghe đừng có trách nghe không? Cha ngon ha. Vậy thì đây nè, cái mặt tôi nè, vớt đại đi em, dám không? Dám không hả? Dám không? Thách chưa? Thách hả? Ai mày dám đánh tôi phải không? Vậy thì cô lên đường may mắn rồi, tôi sẽ báo. Nè nè, anh khỏi hăm dọa. Vô đây làm ha, mà thấy cái bản mặt của anh hả là tôi cũng chán rồi à. Nè. Vô duyên à. Con gái vô duyên. Tự nhiên nói chuyện với người ta cái mê mãi bỏ đi. Ai cho phép con ngưng việc như vậy? Cô muốn nghỉ cô phải làm đơn chứ. Cô làm đơn chưa mà con nghỉ hả? Cô... À.
Bác à, bác ăn thêm nữa không vậy bác? Ăn chứ. Còn gì con đem ra cho bác ăn để mau lại sức. Mấy bữa rày mất sức quá. Diễm! Anh Sửu, tôi đã nói với anh rồi, mình đã hết nợ hết duyên rồi thì anh làm ơn để yên cho tôi đi lấy chồng đi. Bộ anh tính tự giận để gieo tiếng ác cho tôi hả? Diễm, anh thương em lắm mà. Diễm ơi, em hãy suy nghĩ lại chớ dối vàng bỏ đi. Mấy năm chồng vợ mặn nồng ai ân, dẫu khó khăn nhưng hạnh phúc càng hòa, thì tại sao ta lại phải chia ly? Cũng bởi vì anh không màng danh lợi nên suốt cả đời phải cuốc bóng cài sâu. Làm bạn với trâu mà anh cam lòng chấp nhận, tôi không thể nào sống mãi cảnh này đâu. Vì bởi tam sáng em đã sang ngang, bỏ ra đi mà sang chuyện mới. Chẳng chút phận lòng tiếc bến đò xưa, em có nhớ chăng lời ta ước nguyện? Tình nghĩa đôi mình sẽ không phai nhạt. Những lão nguyện đã sẽ vui lòng, chồng đành phải ly tan. Hết duyên hết nợ thôi anh buồn mà chi, hãy xem như giấc mộng đã qua rồi. Anh làm sao quên được mối duyên đầu? Diễm, em muốn thương anh sao Diễm? Tôi cũng thương lắm, nhưng mà nghèo tôi chịu đâu có nổi. Ráng chịu Diễm ơi. Thôi bây giờ tôi giúp cho anh chút đỉnh làm vốn nè. Anh đừng có làm phiền tôi nữa nha. Ê! Gì vậy? Tôi không có cần tiền của cô đâu. Tôi thương cô thật lòng chứ không có cần cô thương hại đâu. Cái đó là tự anh nói không cần tôi á nghe. Hả? Diễm! Diễm! Tôi nghiệp ảnh quá. Sao người ta nỡ người đối xử tàn nhẫn với một người đáng thương như ảnh chứ? Anh Sửu ơi là anh Sửu ơi. Dữ ác không? Sao giờ này mới tới làm tao đói bụng gần chết à? Ủa, con má mày đâu sao không vô thăm tao? Dạ má bệnh rồi ba. Hả? Má mày bệnh gì? Thì cái chứng đau cục sống lại tái phát nữa rồi. Má nằm từ sáng tới bây giờ đâu có đi bán được đâu. Trời ơi, cái bệnh đó tốn tiền dữ. Hay là mấy con vô chỗ làm xin ứng trước mấy tháng lương về lo cho má mày đi. Con nghỉ làm rồi. Hả? Sao vậy? Vậy bây giờ đào đâu ra tiền để lo cho tao với lo cho má mày? Con cũng không biết tính sao. Khi sự việc xảy ra con không lường trước được. Số bạc con cầm trong tay là tiền lương nghỉ việc, chỉ đủ giúp cho ba xuất viện ra về. Còn mình trang má con chưa biết phải làm sao để chạy chữa cho người. Cũng vì nghèo mà má con phải cực thân, tuổi tác đã cao mà vẫn còn gồng lưng gánh nặng. Bởi số phận gia cảnh mới lao đao, cũng như tao vì ngu dại mới vào nằm trong bệnh viện. Còn má mày vì lao lực lao tâm nên tâm thân của bà mới dương đây bình thường. Vì
má mày bệnh mà tao cảm thấy luôn. Má mày có về gì chắc là tao đi luôn theo bà. Ba, sao ba nói mà chỉ những điều gỡ đó? Má sẽ chống lạnh, bệnh trạng sẽ qua. Ba cũng cầu mong vậy đó, nhưng mà không tiền lo thuốc lấy gì hết bệnh con. Con sẽ cố gắng nghĩ cách để mà lo cho má bà. Nghĩ mau mau nghe con, để lâu tội bà. À, hay là con đến gặp tiếng mượn đỡ được không con? Con à? Con ngại lắm bà. Ngại gì, mượn rồi trả cho có giật người ta luôn đâu sợ. Con nghĩ là chắc anh không có tiền đâu bà. Lương nó làm gần cả $100 sao không có? Thôi không có được đâu ba ơi, kỳ lắm bà. Hôm vừa rồi ba mượn xe, rồi ba làm mất xe của ảnh rồi. Mình chưa đền lại được, giờ còn mở miệng mượn tiền nữa. Con khó nói lắm bà. Vậy không lẽ đợi má mày. Bà hay nói gỡ không à. Thôi được rồi, vậy mày cầm tiền lo cho tao xuất viện, đem về lo thang thuốc cho má mày đi. Tao nằm lại đây cũng được, khi nào má mày hết bệnh đi bán có tiền rước tao về. Ba hết bệnh thì về chứ đâu có ở đây làm gì. Vậy chứ. Ba cứ về đi, rồi con tính. Thôi con đi đóng tiền bệnh viện nha. Cô nàng y tá này thiệt là dịu dàng. Phải chi người yêu của mình được như nàng thì đời của mình đâu có khổ. Anh chàng này tuy xấu trai một chút nhưng lại có tấm lòng rất chân thành. Nếu mình là con nhỏ kia, mình đâu ngu dại gì bỏ rơi chàng. Chàng ơi, em muốn bày tỏ niềm thông cảm cùng chàng lắm, nhưng không biết làm sao để tỏ lời. Thôi thì nhờ mũi thuốc này nói thay cho em vậy. Ông cha chồng cha mẹ ơi, chẳng lẽ cảm tình của nàng dành cho mình tê tái như vậy sao? Nàng ơi, nếu có cảm thông thì xin hãy nhẹ nhẹ tay giùm chút xíu. Chàng ơi, thuốc chảy vào người chàng sẽ làm vơi đi nỗi đau xưa, để niềm vui mới chống đến với chàng. Chàng ơi, chích cái gì mà đau thấy bà luôn à. Nếu nàng không rút kim ra sớm thì kể như cảm tình ta dành cho nàng sẽ sớm tan biến đó. Hiểu chưa? Đừng buồn nghe chàng, chiều nay em còn lụi cho chàng 2 mũi nữa để vết thương lòng và vết thương ruột chàng mau bình phục. Ôi cha. Chị có lòng muốn giúp tôi cũng xin cảm ơn, nhưng mà con gái tôi nó cũng có bạn rồi, tụi nó có dự tính đâu đó rồi. Cha mẹ ai lòng nào chia rẽ con, ép dầu ép mỡ chứ ai nợ ép duyên. Chuyện nợ duyên là chuyện cả một đời, hợp tính hợp tình thì hạnh phúc mới bền lâu. Dẫu gia đình tôi đang lâm cảnh chung cùng, nhưng không thể vì tiền mà để khổ cho con. Sống không tiền cũng khổ lắm chị ơi, chị hãy nên suy nghĩ cho tận tình. Có được để giàu thì gia đạo mới dẹp yên, biết thế nhưng tôi làm sao đành quan. Chia cách tình khi hai trẻ đang yêu, nó sẽ khổ đau khi ước mộng không thành. Lỡ có làm điều tôi phải sống sao, chẳng có chi đâu thì đừng lo sợ.
sẽ quên mau sao ngày tháng lối tàn. Hãy nghĩ đến tương lai cho cả gia đình, xóa cảnh đói nghèo để ăn hưởng giàu sang. Giàu sang? Ở trên đời này ai lại không muốn giàu sang? Nhưng muốn hưởng sang giàu thì phải do chính tay mình tạo dựng, chứ có đâu lại dùng quyền quý ép buộc. Chỉ các chuyên con để được hưởng sở sang nhà giàu. Làm mẹ làm cha sao lại vô tình? Chị nói vậy là không đúng rồi. Nếu là thương con chị cần phải nhanh chóng cắt đứt mối tình của tụi nó. Chị cứ yên tâm, tôi làm mai cho cái mối này thì đảm bảo con mai nhà chị sẽ lên như diều gặp gió. Nó sẽ như một bà hoàng, không hơn không kém chị à. Con người ta thương yêu nhau bằng tình thương chân thật, chứ nào phải đâu bằng vật chất tiền tài. Nhưng mà không tiền thì cũng khó lòng mà giữ hạnh phúc được. Chị có dám chắc rằng hai đứa tụi nó sau này nếu thành vợ thành chồng sẽ không có chuyện gì ầm ĩ không? Rồi hai đứa nó sẽ ăn đời ở kiếp với nhau? Chuyện đó làm sao tôi biết trước được. À, vậy mà tôi biết trước đó, tụi nó sẽ không ăn đời ở kiếp được với nhau đâu. Nè, miệng chị ăn mắm ăn muối đừng có nói bậy bạ, không có nên là nghe. Chị đừng có nói vậy chứ, sao bậy bạ được. Tôi nói cho chị biết, miệng của tôi ăn toàn là thịt, toàn là cá không à. Không tin không, tôi chứng minh cho chị thấy đây nè. Con bà nắm là nàng út mó, lấy thằng tẩm con của hai râu mới ly dị tuần rồi. Cũng vì nghèo nên mới xảy ra kết sự thôi, chờ nếu lấy chồng giàu thì làm gì có chuyện ly hôn, đúng không chị? Thôi thôi, chị chớ nói thêm chuyện tình đôi trẻ, xin chị đừng. Không có nên nghe chị. Thôi, tôi thì tôi đã nói hết lời rồi, mà chị không có thông suốt thì thôi. Tôi nói nào ngay, tôi chỉ muốn giúp chị thôi, chứ có tính lợi lộc gì đâu. Thôi vậy thôi, tôi về. Bà chết. Trời. Chuyện trọng đại vậy mà sao bà không bàn với tôi, bà đi bàn với bà vậy? Làm hết hồn à? Bộ một mình anh quyết định được không? Sao không được? Tôi là chủ gia đình mà. Bà là phận đàn bà xuất gia tòng phu 30 năm nay rồi, đâu có dám cãi tôi được. Phải không? Trời ơi sao? Nếu vậy đi hen. Tôi ra ngoài đầu ngõ tôi chờ anh nha. Vậy hen. Rồi bà ra ngoài trước đi, tôi ra liền nha. Đó, anh thấy cái lòng thành của tôi chưa? Cũng tại tôi thấy thương gia đình anh. Con Mai thì giờ nghỉ làm rồi, vợ anh này cũng mang bệnh đâu có buôn bán gì được. Còn hai đứa nhỏ không lẽ bây giờ bắt nó nghỉ học đi bán vé số thì tội cho đầu xanh tuổi trẻ, anh công nhận không? Rồi còn cái đầu của anh nữa, mới lành đây nhưng mà biết đâu mai mốt nó bị hậu rồi làm sao. Trời ơi, cái đó dễ khùng lắm ông ơi. Trời ơi, bà nói nghe thấy ghê quá. Thiệt á, mỗi lần nghe ai nhắc tới là tôi thấy rùng mình rợn ngóc, gấp chậu thần như muốn rụng gần. Tôi xin bà đừng nói chuyện rủi ro, hãy cho tôi được sống an bình. Vì muốn cho ông được sống an bình thịnh vượng, tôi mới đến đây để trao gửi ân tình. Nói sao mà đến đây để trao gửi ân tình? Tôi chớ có nói càng bà nghe được rồi bà kia. Lộn mà chứ xin nói lại, ý tôi muốn nói là tôi sẽ làm mãi cho con mong một người. Người đó ở đâu, ở xa là ở gần, nhà nó sang giàu hay là nghèo rớt mồng tơi? Bà nói đi, nếu thấy được thì tôi gả, còn nếu không thì
Bà cũng biết gia đình tôi mà. Lúc này vả lắm. Tôi biết chứ bộ. Bởi vì tôi muốn giúp cho con Mai có một tấm chồng giàu, đặng báo hiếu cho cha mẹ, giúp đỡ cho gia đình mà. Nhưng mà chắc thằng chồng đó nó giàu không? Trời ơi, nói gì kỳ vậy. Có không? Tôi làm ăn là có sách mách có chứng hết trơn á. Vậy hả? Đây, coi đi. Yeah. Anh thấy con nhỏ đứng trước cái nhà lầu sang trọng không? À, nhỏ này nè hả? Trời ơi, ta nè, hồi đó nó ở trong cái chòi lá đó. À. Rồi không nhờ tôi nó đâu có được cái gia sản lớn dữ vậy. Yeah. Ờ, con nhỏ này nữa này, thấy không? Yeah. Anh thấy cái mặt mũi nó sao? Dễ thương chứ, giống búp bê. Vậy đó, chứ hồi đó ta nè, nó ốm nhom nhất hà. Nhờ lấy chồng giàu á, tẩm bổ thường xuyên, nó có da có thịt vậy đó chứ. Ơi, nhưng mà nói nào ngang vậy? Dạ sao? Bàn với anh sao tôi thấy không mấy tin tưởng lắm à? Sao không tin tưởng? Muốn gì á thì cũng phải đồng vợ đồng chồng. Anh chịu, rồi bà không chịu thì coi như không. Ô sao khó dữ. Nhưng mà tôi có cách làm cho bà phải chịu mà, bà tin tôi đi, trời ơi. Trời ơi, anh biết sao không? Nếu anh làm được mà cho con Mai chịu lấy chồng Đài Loan thì tôi mang ơn anh dữ lắm à. Chuyện gì? Trời ơi, trí tuệ của tôi dư sức bẻ lái cho nó phải quẹo theo con đường của tôi đã chọn mà. Nếu tôi làm được vậy thì bà tin sao? Ờ. Trời ơi, nói vậy chứ tôi với anh thì anh rành tôi quá rồi. Yeah. Ơn của anh tôi đâu có dám quên. Cụ thể đi, bà cho tôi như... Dần vậy ha, 100 đô đi. 100 đô? Ừ. Thôi, ít quá, 150 rồi. Thôi cha tham á trời. Hả? Vừa phải thôi, đòi gì đòi dữ. Không phải, mà 100 đô cũng được. Ừ, ứng trước chút đỉnh xài đỡ được không? Ứng heo. Ừ. Ừ, cái lẽ trước nha. Tưởng gì chứ dễ ở. Ủa gì kỳ vậy? Tại sao? Ủa sao tôi mừng cho con gái anh lấy chồng mà rồi còn tốn tiền cò cho anh nữa là sao? Gì kỳ vậy? Trời ơi, đâu phải tôi nhờ anh kiếm chồng cho con tôi đâu. Ủa gì kỳ vậy? Quên, tại kẹt quá tính mượn bà chút đỉnh xài trước vậy mà. Nói vậy còn được, mượn thì tôi đưa cho mượn. Yeah. Nè. Yeah. Ứng trước cho 50 xài nè. Cái này này 50 ngàn chứ đâu phải 50 đô. Trời, 50 đô cho ông đi bia ôm hay sao ông? Không phải mà. Trời ơi, từ từ chứ. Con Mai nó có đồng ý thì lúc đó tha hồ có mấy ngàn đô la xài lo gì. Trời ơi, khủng quá. Ghét gì đâu. Sao gì? Má à, má có thấy bớt chút nào chưa vậy má? Má thấy đỡ rồi con. Chuyện việc làm của con tới đâu rồi? Dạ con chưa đi làm được má à. Chị hai, chị hai, cho em đóng tiền học phí đi chị hai ơi. Cũng nhắc cả tuần rồi đó. Chị hai ơi, cho em tiền mua sách cho chị hai. Ráng chờ thêm vài bữa nữa nha. Ông Hảo, ông Hảo. Trời, sao thiếu nợ gì dai quá vậy? Cậu tính bỏ nhà, trốn nhà đi luôn phải không? Con đừng để ý đến chuyện đó để làm gì. Mình thiếu nợ của người ta thì phải chấp nhận sự sỉ nhục của người ta thôi con à. Má, con quá vô tâm khi nhà ta đang lâm vào cảnh khổ, không giúp chi cho ai. Thật con là bất hiếu nhi. Lỗi phải đâu do con, con đừng nên tự thân quán trách. Phần số sẽ qua thôi. Nhìn má và hai em, má thêm con như mũi kim đâm vào. Giọt lệ sầu con rơi, lòng má đây cũng tê tê vuông cùng. Má ơi, cũng tại do không làm tròn chữ hiếu, một kẻ vô tâm khờ dại vô, vì cả
nghĩ cùng suy ngang nhiên bỏ việc nên mới gây ra thảm cảnh đau buồn. Mơ đau vẫn nằm đây mà con chỉ biết đứng nhìn. Má, người mẹ hiền đã quằn vai gánh nặng suốt quãng đường dài để nuôi dạy chúng con. Con đừng khóc, mà nào đấu tranh mắng, mà vẫn biết con là người rất hiếu thảo như mẹ cha. Vì hoàn cảnh khiến xui cho nào đâu ai, con hãy nén sầu và đừng làm sao mà không lo lắng cho được khi bệnh trạng của má. Có gì đâu, má dưỡng bệnh ít lâu thì sẽ khỏi thôi mà. Cái quan trọng là việc học của hai đứa em con đây. Nhưng không sao, ít hôm má đi bán lại thì sẽ có tiền rồi, con đừng lo. Má, má bệnh vậy còn đi bán mà chi? Má hãy để cho con được gánh vác việc này. Con làm được không? Má, được hay không? Con cũng cố làm. Con chỉ mong sao được đỡ đần giúp má, vì má đã cực khổ quá nhiều nên cần phải nghỉ. Trách nhiệm của mẹ cha là phải lo cho con cái, dù cực khổ thế nào má cũng cam tâm. Má mong sao cho đời con bớt khổ, được sống an lành là má cảm thấy vui. Má, con cũng mong ba má được bình yên sống mãi với chúng con, để chúng con được phụng dưỡng ba má suốt cuộc đời. Má, vậy ngày mai con đi bán thai cho má nghe má. À, cũng được, má sẽ chỉ cách cho con. Chị hai ơi, mời chị đi bán bún thai má hả chị hai? Ờ, chị đi bán bún thai má, để kiếm tiền đóng học phí cho em á, em chịu không? Dạ chịu. Chị hai ơi, có tiền rồi, chị hai mua sách vở cho em luôn nghe. Chị sẽ mua sách vở cho em luôn ha. Nhưng mà hai đứa phải cố gắng học tốt mới được nha. Dạ, em hứa. Tốt lắm, hai em ngoan lắm. Không thể kéo dài tình trạng này được nữa. Nước đã ngập tới chân rồi, nếu để ngập thêm thì chết chùm cả lũ. Mấy đứa nhỏ đâu? Lại đây. Dạ. Phải họp gia đình lại để tính thôi. Mai à, ngưng tay đi con. Má mày bệnh thì khỏi họp, để bà nghỉ. Ngồi đây đi. Các con có biết không, gia đình của mình nó đang nguy ngập lắm rồi. Việc làm thì bị đình trễ, má con lại đau yếu, mà trong khi đó tiền để lo ăn học thuốc thang thì cạn kiệt. Khổ lắm các con. Mai, con là chị lớn, con phải suy nghĩ để tìm lối thoát cho gia đình. Con nghe em con này nghe không? Con có muốn nghỉ học không con? Dạ không. Em. Còn con? Con có muốn đi bán vé số hay bán bánh tiêu không con? Dạ không. Ba hỏi thêm câu này. Các con có muốn má con bệnh nằm rên rỉ kéo dài như vậy không? Dạ không. Đó, thấy không con? Con nghe rõ chưa Mai? Con có thương em con, thương má con không? Dạ. Nhưng con biết làm sao bây giờ hả ba? Khi lúc này con trắng tay, kẻ vô công tối ngày, con kiếm đâu ra tiền nhân, biết làm sao hơn ba cứ rầy là. Bà là con sâu đậm, vì ba nghe rất thương con. Chuyện đã qua thôi thì đừng nên nhắc chi trên buồn. Ba chỉ hỏi thật con trả lời cho thật tâm. Ba, ba hỏi thật con chuyện gì? Ba hỏi thiệt con nha, nếu như bây giờ có người thương con,
hứa lo lắng cho gia đình mình vượt qua cơn sóng gió này thì con nghĩ sao? Con có đồng ý không con? Nhưng mà người đó là ai vậy ba? Thì tất nhiên đó là người có khả năng bảo bọc cho cuộc đời của con hạnh phúc và giúp đỡ cho gia đình mình khỏi sụp đổ trước khó khăn này con. Anh Hảo ơi, anh Hảo. Tiếng của Chét. Đúng rồi, Chét tới. Chét. Ủa anh Hảo. Ủa có ngồi mấy sắp nhỏ ông Hảo. Dạ. Chét ngồi chơi nha, để tôi bàn bạc với con cái trong nhà cái nha. Dạ. Mai à, bác không có chọn cho con một đứa xúc tai gãy gọng đâu. Đó là một người đàng hoàng, giàu sang mà lại tử tế với gia đình mình nữa. Chứ sống như vậy làm sao bác chịu nổi. Con biết không, bây giờ ra đường bác không còn dám nhìn mặt ai nữa. Kể cả một thằng nhỏ mà nó cũng dám chửi ba nữa. Mà tại sao nó chửi ba? Tại vì ba thiếu nợ nó. Nhung nhã quá. Tôi bất lực. Nhung quá ông bà tổ tiên ơi. Làm đâu tôi ra. Trời ơi. Cứu người trời ơi. Anh Hảo làm cái gì ghê quá anh Hảo ơi. Thôi. Nhung nhã quá. Mai à. Cô thấy là ba con nói phải đó Mai à. Con là con gái lớn trong nhà, phải hy sinh báo hiếu cho cha mẹ thôi con à. Tình cảnh này cô thấy không thể nào làm ngơ được đâu con. Tình cảm riêng tư có mất đi còn tìm lại được con à. Chứ cha mẹ mà mất rồi thì làm sao mà tìm lại được hả con. Cái đầu anh có sao anh Hảo? Trời ơi, hồi nãy đập mạnh một cái là chết luôn đó. Hậu thần kinh anh có biết không? Thôi, nói gần nói xa hôm qua cô nói thiệt Mai à. Cô thấy hoàn cảnh của ba má con, cô xúc động quá à, nên là cô muốn giúp đỡ. Nếu mà con đồng ý thì sẽ có người đến hỏi cưới con đàng hoàng. Họ sẽ lo cho má con hết bệnh nè, giải quyết hết nợ nần cho con nè. Sau đó còn giúp gia đình con một số vốn để làm ăn nữa đó con. Có điều lấy người ta thì con phải đi xa một chút, nhưng mà cũng đâu có phải là xa luôn. Thỉnh thoảng muốn về thăm nhà thì cũng dễ dàng thôi con. Con nên suy nghĩ kỹ đi nha con. Lúc khó khăn á, phận làm con phải gánh vác cho cha mẹ mới trọn đạo. Nếu không nó rủi có biến cố xảy ra thì con nghĩ lúc đó con ân hận cả đời cũng không chuộc lại được lỗi đâu con. Hảo cái xúc động quá nè ơi. Ba cho con suy nghĩ rồi con trả lời nghe ba. Suy nghĩ đi con suy nghĩ đi. Ba muốn con dành trọn tình thương cho má con với hai đứa em của con nữa. Chứ còn ba, cuộc đời không còn gì nữa. Không thiết gì nữa. Không thiết gì nữa đâu con. Nó đi vô rồi. Ủa vậy hả? Trời ơi ai biết đâu. Mai, con đi ngủ đi, khuya lắm rồi. Dạ con chưa buồn ngủ đâu má à. Má, con tính sáng mai con sẽ gặp anh Tiến để nói chuyện dứt khoát với ảnh. Đừng con, má thấy nó thương con chân thật mà. Hai đứa cũng đã chờ đợi nhau mấy năm rồi. Nếu không vì nghèo á thì chắc cũng đã thành vợ thành chồng. Đừng thay đổi tội nghiệp nó. Còn chuyện khó khăn á thì từ từ, má khỏe đi rồi má đi buôn bán cũng xoay sở qua thôi con à. Mình đã nghèo lâu rồi mà con. Không, con đã quyết định rồi. Má đừng có lo cho con. Con Mai à. Mai à, có chuyện gì mà em hẹn anh gấp quá vậy? Anh Tiến à, hoàn cảnh của nhà em á thì anh biết rồi đó. Cho nên em nghĩ cứ bắt anh chờ hoài cũng thiệt thòi cho anh. Chi bằng anh cứ quên em đi. Quên em đi anh à. Để tìm một người nào khác đi anh. Mai, sao em lại nói như vậy? Có gì á thì em cứ nói cho anh biết đi, rồi hai đứa mình cùng tính, cùng lo.
Chứ em đừng có nói lạ lùng như vậy. Mai à, chuyện gì với em? Em nói đi Mai. Mai, tại sao em lại lặng thinh? Nói đi em ơi, đừng nên dấu diếm. Sự thể ra sao em nói cho anh biết nghe. Chớ đừng dối dàng thốt ra những lời ta nát lòng anh. Mai ơi anh đã yêu em, thì dù có bao lâu anh cũng vẫn chờ. Chờ đợi mà thôi, đừng chờ đợi em. Bởi rằng mỗi lời em nói ra là làm cho anh đây đau. Anh làm lỗi điều gì để cho em phải xa lánh anh? Em nói đi em cho vơi sầu mơ khổ. Nói đi em cho nhẹ nỗi. Anh mắt em anh thấy ẩn chứa một nỗi niềm. Anh biết em vẫn còn yêu anh tha thiết, nhưng bên ngoài em lại nói tiếng lìa xa. Hoàn cảnh nào đã ngăn trở tình ta, em hãy nói để cho chúng mình cùng gỡ rối. Chờ gió
Em đã nói rồi, anh còn hỏi thêm gì nữa? Em mong rằng anh hãy cố quên em đi. Người con gái nghèo hèn này không xứng với anh đâu. Anh hãy đi tìm người con gái khác tốt hơn em mà. Không, người con gái mà yêu thương không có ai khác ngoài em. Mai ơi, anh không tin vì chuyện nghèo hèn mà em phải xa. Bởi vì gia đình của anh cũng nghèo như gia đình em vậy, nào có khác gì đâu em. Anh hiểu rồi, chính vì anh nghèo mà em mới quay lưng chối bỏ phải không? Em không có. Vậy thì tại sao? Em không biết. Em không biết à? Hay chuyện này do ba má em ngăn cản? Không, anh đừng nghĩ xấu về ba má em. Anh không nghĩ xấu về ba má em, nhưng sự thật là như vậy. Vì có mấy ai muốn gả con cho một kẻ nghèo hèn. Anh Tiến, anh có quán trách thì cứ quán trách em. Bởi em đã gây cho anh nhiều đau khổ. Không, anh làm sao gian hờn gian trách đối với một người mình trao trọn tim yêu. Mai, anh vẫn yêu em. Em hãy nghĩ lại đi em mà. Mai, em suy nghĩ kỹ lắm rồi. Em không phải là người có thể đem lại hạnh phúc cho anh được đâu. Cho em xin lỗi nha. Đừng giận em. Đừng giận em mà. Mai, Mai, Mai. Mì chế biến lề mà đã hết hồn, kết hôn chưa à? Mì chiên tiền đô, sữa chung đồng hồ, sữa quăng 100 ngàn,
Nè xưa chào chẳng lơ ví dụ. Ăn sáng chưa? Cái này đỡ. Có ăn là tôi khoái rồi. Mì xí quăng chi xin sợ mò. Anh thích ăn món gì? Để coi mở coi chỗ nào. Nếu du Huỳnh mở Huỳnh mến hủ tiêu mì hoa chua à cháo lúng dền nhãn ý chà. Ê trời đất ơi, quên nữa, rủ thằng rể mình, nó rủ mình đi hát karaoke, mình phải biết hát cho nó nể chứ. Để coi, hay được rồi, trong cuốn này có bài hát. Lòng banh lòng lòng. Dạ, dạ thưa bác. Lý kiếm ai? Ai ơi, trời ơi, chắc quên, nãy giờ tập riết là muốn lẹo lưỡi luôn rồi. Nè nè, cậu kiếm ai? Dạ, con muốn gặp Mai à. Nó không có nha. Dạ, chừng nào Mai về vậy bác? Không biết nữa. À mà tôi nghe đồn cậu với nó dứt khoát với nhau rồi, sao còn kiếm hoài vậy? Dạ đâu có bác ơi, con còn thương Mai nhiều lắm bác à. Con với nàng thề nguyện yêu nhau, yêu đến ngày đầu bạc trắng long, mong làm sao sống nên vợ chồng. Thôi đừng mong chắc không được rồi, mau mau đi về đi. Con muốn ngồi đợi chờ em mai, con biết lòng nàng con thương con. Thôi đừng mong nó quên cầu rồi, thôi về đi, nó đi chợ rồi. Cho con ngồi đợi em mai. Thôi. Nó không muốn gặp cậu nữa đâu. Là con trai cậu mới biết tự ái chứ. Hồi tôi còn trẻ như cậu á, hễ bạn gái tôi mà nói dứt khoát là tôi bỏ liền à. Không có luyến tiếc chút nào hết đó. Dũng cảm lên. Đàn bà con gái trên đời này thiếu gì. Trời ơi, theo tò chi nó tới nó lui, nó khi dễ mình á. Dạ thưa bác. Thôi. Bây giờ nhà tôi có một chuyện bận rộn dữ lắm. Thôi về cháu cảm phiền nha. Bữa khác á, lâu lâu á, hãy tới chơi ha. Dạ. Đó. Trời ơi, đẹp dễ sợ. Để coi còn cặp mắt mới là xong thôi à. Ráng ngồi cho yên, đừng có nhúc nhích nha con. Để coi cô dễ làm sao á, thì mai mốt bắt chước dễ y vậy nghe không con. Thôi được rồi dì ơi, cho thấy kỳ quá à. Có gì đâu kỳ con. Đi gặp người ta con phải trang điểm cho nó lộng lẫy thì mới hốt hồn ta được chứ con. Ta nè giống như đắc kỷ hồi xưa vậy đó. Ông nhờ ma kỳ dê sao trụ dương chết mơ chết mệt được chứ. Con, bây giờ con muốn dễ bắt Hồng Kông hay là Nhật Bổn? Mắt Nhật Bổn thì có 1 mí thôi. Hồng Kông là phải có đuôi con, gắn cái lông nheo ở dưới quất lên vậy đó. Nào, Hồng Kông hay Nhật Bổn, mắt nai hay là mắt lương hay nói. Ngồi yên đừng nhúc nhích, nhắm con mắt lại để tôi dễ học nó lên. Ui da, sao con la đã bảo rồi đừng nhúc nhích. Cái cây đâm vô đây không né thì chẳng là nuôi. Hồi nhỏ không tật nguyền, bây giờ lớn bay dương mang. Đừng vẽ không cần đâu. Thôi đi khỏi dì ơi. Trời, nhỏ này thiệt á, nói không biết nghe vậy trơn trụi á. Làm đẹp cho bay với bộ cho tao hay sao không chịu thì cũng nể ba mày thôi rồi. Rồi, tới rồi đó. Đây nè, nó. Nó à? Chà, chắc ông xui của mình. Trời ơi, mấy bữa nay quên học cái chữ anh xui, thiệt dở quá. À, chào anh xui, mới qua hả? Còn rể tôi đâu? Lúc này là mang khao anh xui. Thôi bà chết, dịch. Trời ơi, ông nói cái gì vậy? Tôi chào anh xui á. Trời ơi, xui đó mà xui. Con rể tương lai của cha đó chào. Trời ơi, già quá vậy chị.
gì đâu. Dạ, thì nhìn hơi đứng chút thôi. Bị biết sao, người ta lo làm ăn quá nên nó hơi khằn vậy. Thôi ngồi đi. À nè con, mai ngồi bên đây con. Đó đó, ngồi bên đó, kế bên ảnh á. Đây là anh Tung Sen, chào anh đi con. Chị ơi, chị nói đó tên gì ạ? Tung Sen á. Tung Sen hả? Ủa nó làm nghề đánh trống sao mà giống nghề đánh trống mua lần vậy? Tung Sen. Anh này thiệt à? Chào papa. Được. Chào mommy. Được. Sao con thấy được không? Dạ. Đó, nó gật đầu nữa. Chị hỏi chi nó gì chị? Tốt quá à. Thôi kêu món ăn đi. Giờ chị phải chạy gì mới vậy? Chúng ta hiểu không? Trời ơi khổ ghê. Cho xin cái thịt đơn nè. Để tôi kêu cho. Ông có biết tiếng này không mà đòi kêu vậy? Bà coi thường tôi quá. Tôi biểu diễn cho bà coi. Tâm phục khẩu phục luôn nè. Ăn sáng xem. Có một trạm phát sáng xem là có thuận. Phú thủ về hòa sáng chẳng. Dạ dạ. Thấy chưa? Hòa sáng nhà tí là phụ trọng có bọn cha dạng. Hả? À, ý anh Tung Sen á, nói là nó rất hân hạnh được gặp con. Nó khen con dễ thương mà đẹp nữa, trời dễ thương. Cảm ơn. Võ láng liền xin khiên buồn tổn trang chia đặt. Hả? Hả? Nó nói gì tổ cha tôi vậy? Không có. Nó khai tao. Hiểu rồi. Có phải nó hỏi bà tiệm này bán đồ ăn có mắc không phải không? Rồi bà trả lời ở đây bình dân phải không? Đâu có. Nó kết con Mai lắm rồi. Vậy thì ngày mai á, nó chồng tiền đặng mà lo đám cưới. Rồi cái tôi mới trả lời á, thì tiền trao thì cháu múc. Chứ đâu có nói như là ông tưởng vậy. Tôi nghe lầm rồi. Ủa? Sao ông kêu xí quách chi vậy? Đâu có. Tôi nói rõ ràng mà. Muốn cho cha cá chép trường tường. Cá chép trường tường mà. Tự nhiên nó nghe lộn nó bằng. Xí quách tùm lum mẳng bại nông. Bởi vì anh tài lanh quá à. Đó, đầy đủ nghe. Tôi đã nói là tôi mát tai lắm mà. Nói đâu là dính đó mà. Đây nè. Với số tiền đô này á, hoàn cảnh gia đình của anh chị sẽ thay đổi hoàn toàn. Đếm kỹ đi nghe anh. 5.000 đô lận đó. Trời ơi, chị ngại gì. Vợ chồng tôi coi chị như người nhà mà. Tiền chỉ đưa thì phải đếm. Không đếm lỡ thiếu biết đòi ai. Thì đó, tôi cũng nói vậy đó. Đếm cho kỹ đi anh. Chẳng thà được lòng trước mất lòng sau mà. Ủa quên, mất lòng trước được lòng sau mà. Chị uy tín quá, đưa 5.000 đô, thiếu 500. Đây có 4.500. Ủa, đâu có thiếu. Chứ sao? Chứ giờ tôi hỏi anh với chị nè, không lẽ tôi giúp cho anh chị có tiền rồi thì cái thân tôi móc bọc hay sao? 500 đô đó cũng giống như là công lao của tôi chứ bộ. Trời ơi, ăn gì mà tàn nhẫn vậy chị? Người ta hy sinh mất nguyên một đứa con gái vừa đẹp vừa xinh mà chỉ được có 4.500 đô à. Còn chị chỉ có nói tới nói lui mà vớt tới 500 đô. Coi chừng mang tiếng chị ơi. Giờ tôi tính vậy nghe không? Số tiền 500 đô ta sẽ ra hai phần, một nửa cho tôi còn một nửa cho bà. Chia như vậy mới là đúng tiêu. Nếu bà giữ một mình tôi thấy nó không hay. Anh nói sao tôi nghe không lọt. Nhận 4.500 rồi mà còn chưa chịu. Tham vừa chớ tham quá ông ơi. Nhưng con cái của tôi là vàng là bạc là hốc xòa. Nó là cánh thành. Vậy thì ông hãy đi tìm mối khác. Chứ hồi này chỉ bấy nhiêu thôi. Nhưng nếu hồi hổ thì anh phải bồi thường. 4.500 này sẽ thành 9.000 đô. Vậy thì thôi cứ thế mà tiến hành. Chỉ có cảm tình xin bơ trăm đô. Làm như là nuốt tiền đô dễ lắm vậy. Sôi bọt mép rồi mới ráp đầu này móc đầu nọ được chứ bộ. Rồi còn tốn tiền xăng tới, tốn tiền xăng lui. Rồi điện thoại, rồi trăm thứ chứ tốn gì đâu. 50.000 đưa trước cho anh xài đó, tính thôi đó. Đừng có mà nói cái chuyện mà thêm bớt gì đấy bực bội ghê lắm. Thôi tôi về à, đủ rồi tôi về nghe.
về chị. Gì? Giờ tiền này bà giao hết cho tôi để tôi tính nha. Ông thiếu nợ bao nhiêu thì ông cứ kê ra cho tôi trả, chứ đưa tiền cho ông giữ thì không có đâu. Ông thấy tiền thì mắt cứ sáng lên à, bất chấp hết. Còn tôi cầm tiền này, bộ ông tưởng tôi vui lắm sao? Sung sướng vì tiền bán con mà. Làm cha làm mẹ mà không giúp ích gì được cho con, lại còn chia rẽ duyên tình, gây khổ lệ cho người ta. Bà ơi đừng nhắc chuyện xưa, đến nay chúng đã quên rồi. Con gái của ta cũng sắp theo chồng. Chồng con mà không hiểu rõ tâm tình, lứa đôi tuổi tác chẳng đồng, kết hôn chỉ bởi vì tiền, rồi đây hạnh phúc thế nào? Đừng lo nó sẽ an lành, có chồng giàu thì đỡ tâm thân. Bây giờ thì thấy vậy, nhưng biết sau này con mình có được như mình nghĩ không nữa. Thấy hoàn cảnh của con, thiệt tôi chịu không nổi ông à. Tôi lo, tôi buồn lắm. Ủa tôi không buồn sao? Nhưng mắc nợ không trả thì nguy hiểm cho tính mạng tôi lắm. Bà phải thông cảm chứ. Đi coi coi nhiêu đây. Ủa thiệt mà. Thiếu 600. Tư gà nòi 80. Và 9 tiền góp 550. Trời ơi nhiều quá vậy trời. Tao không ngờ Mai lại thay đổi nhanh như vậy. Có cái gì mà mày ngạc nhiên? Đã trót sinh ra làm đàn ông con trai thì phải biết. Ôi đàn bà làm khổ đàn ông, ôi đàn bà cầm ba đôi thông. Thôi ngồi đi. Tao đang buồn mà mày còn chọc ghẹo gì nữa mày? Thì chuyện xảy ra rồi, tao tính nói vậy cho nó đỡ tuổi. Không, Mai không có tệ như là mấy anh nghĩ đâu. Chỉ do hoàn cảnh mà thôi à. Hoàn cảnh? Hoàn cảnh chỉ là lý do để biện hộ cho hành vi thôi. Nếu mày làm giàu thì mày làm gì có hoàn cảnh? Phải, chính vì tôi không có khả năng giúp đỡ cho gia đình Mai, cho nên mới đành phải chịu mất Mai. Tuy cô buồn, nhưng tôi mong rằng nàng sẽ được hạnh phúc bên chồng, người chồng mới sang giàu, biết lo lắng. Có đêm có sương vui thì cũng có u buồn, có hóp thì cũng có lúc lìa mà. Thói đời biết nói sao. Tiến à, tao biết mày rất thất vọng, nhưng đừng quên bên cạnh mày còn có bạn bè. Cuộc đời không chỉ có tình yêu mà còn có những tình cảm tốt đẹp khác, và còn cả những hoài bão nữa. Mày phải vững bước đi tiếp, chứ đừng vì đau khổ mà lùi lại. Phải, tao phải tiếp bước đi lên, để tạo dựng cho mình một tương lai sáng lạng. Những ngán mây đen của cuộc tình gian dở sẽ lùi lại sau lưng, để đi vào quá khứ cho ánh dương soi rạng bước chân. Tôi sẽ vươn lên để đón mặt trời hồng, tôi sẽ gắn công để đã thành hoài bão cho cha mẹ vui lòng hạnh phúc.
tình các bạn bè gắn bó bao năm, tôi nhớ mãi không bao giờ quên làng. Chỉ có tình yêu là tình sầu tình khổ, tôi quyết muôn đời không nghĩ đến tình yêu. Mày nói thật lòng mày không đó? Tôi nói thiệt đó. Hả? Tin không nổi. Vô thoải mái nha, bữa nay ngày vui mà, bây giờ không có thiếu đâu, 100% vô nha. 100% nha. Chú Hảo, thằng rể chú là người ngoại quốc, vậy làm sao chú nói chuyện với nó được mà nó hiểu được? Có khó gì đâu, nói bằng miệng mà nó không hiểu mà tao ra dấu. Thôi thiệt anh nghe, thằng rể của anh năm nay bao nhiêu tuổi mà thấy nó già quá vậy? Già đâu già, cái mặt nó khằn vậy chứ nó còn trẻ lắm, nó nhỏ hơn tôi tới 3 tuổi lận mà. Mai Hạnh, sao Hạnh thấy đám cưới của mình có vui không? Mai à, nói thật, đi dự đám cưới của Mai mình thấy ngỡ ngàng lắm. Từ trước tới giờ mình cứ nghĩ Mai gắn bó với anh Tiến lắm mà. Bộ hai người chia tay hay sao mà Mai lại lấy ông Trung Sen làm chồng vậy? Mình với anh Tiến về sau này không thấy hợp nhau nữa, nên mỗi người tự chọn hạnh phúc riêng mình. Mai nói thật chứ, chẳng lẽ Hạnh không tin mình sao? Mình thấy trong cái đám cưới của Mai có một cái gì đó nó không được bình thường. Bây giờ lấy chồng ngoại quốc á, là chuyện bình thường mà, có gì lạ đâu. Hạnh cũng lấy chồng nước ngoài vậy. Tình duyên do trời cất xe thơ hồng, ông Mai ở trời cao nên mình mới lên vợ chồng. Tình yêu nào đâu như thế, Mai đừng giống có dấu chi đâu, mình đây cũng như bồ côi. Hạnh phúc cả đời bạn ơi, đừng ngây thơ quá, bởi cho chồng giàu sang. Nhưng Hạnh lấy là do tình yêu, mình với anh ấy tình cờ gặp nhau, quen nhau rồi đi đến hôn nhân, chứ không phải vì lý do nào khác. Cột Mai, chẳng lẽ tình yêu bất ngờ là đến với Mai một người lớn tuổi như vậy sao? Hạnh à, Mai, Mai cũng không biết nói gì nữa. Mai à, mình hỏi thật Mai nghe, có phải vì hoàn cảnh gia đình Mai khốn khó mà Mai phải chịu? Trời ơi, tội nghiệp cho bạn của tôi, cũng vì cấu hiếu đạo mà phải hy sinh cả đời con gái. Sự thật trớ trêu cảnh tình ngang trái, mình qua xót xa cho số kiếp qua hồng. Trời ơi, Mai phải lấy một người đáng tuổi ra mà phải gọi là chồng. Một người chồng mà chưa một lần quen biết, một người chồng mà chẳng mến chẳng. Rồi để Mai sẽ sống ra sao? Mai sẽ sống thế nào khi người chồng không dung ngôn ngữ? Mai, Mai hãy nói đi, nói những gì Mai muốn nói, chứ đừng để trong tâm cho nặng khối thương sầu. Mình biết nói gì bây giờ hả Hạnh? Số phận đã an bài, có nói thì cũng chẳng ích gì.
Ma chỉ thương cho anh Tiến, đã vì Mai mà dương nhiều phiền buồn. Anh Tiến ơi, em vẫn yêu anh, yêu như ngày đầu chúng mình mới gặp. Nhưng hoàn cảnh phủ phàng, em không thể nào đáp lại tình anh. Ở kiếp này mình có duyên mà không nỡ, thì nên hẹn kiếp sau ta đã nghĩa vợ chồng. Thật xót xa cho duyên số bé bằng, một mối tình những tưởng không bao giờ ngăn cách, chỉ chưa bởi kiếm tiền mà phải chịu lìa tan. Trước hoàn cảnh này mình không biết phải nói làm sao. Thôi thì cầu chúc cho Mai và người chồng mới trăm năm hạnh phúc. Mai hãy hưởng vui trong ngày hôn lễ, đừng để mỗi người nhìn thấy không hay. Hạnh, Mai. Ba, ông Hai đâu? Chắc nó vô trong phòng trang điểm lại rồi. Bây giờ ba mau vô kêu nó ra chụp hình với thằng chồng nó kìa. Đang chờ ông Hai á. Lẹ đi, đi đi. À, chị thấy chưa? Nhờ tôi á mà chị nở mày nở mặt chưa? Nếu mà không nhờ tôi thì sao ông bà được kính nể như ngày nay phải không? Bởi vậy tôi nên... À, lúc này có đông người. Bà đừng nói lớn. Rủi người ta nghe được thì đâu có hay. Bây giờ thì muộn hết rồi Hạnh à. Đừng khóc nữa Mai. Mai, chuẩn bị ra chụp hình kìa con. Dạ, thôi, mình ra ngoài trước nghe. Thưa bác, cháu đi. À, thấy con buồn, má cũng đứt ruột. Nhưng thôi ráng đi con. Má thấy chồng con cũng có vẻ đàng hoàng, chắc nó sẽ thương yêu con thật tình mà. Đi ra đi con, ráng vui lên nghe con. Dạ. Mai ơi, cũng vì anh nghèo, cũng vì anh nghèo mà thôi mà. À,
về đi, về đi, cảm ơn vui quá. Phải bà phải chi tôi với bà còn chừng mấy đứa con gái nữa, mình gả hết cho người Đài Loan Hồng Kông kể như giàu đã luôn bà ơi. Bà ra đi, bà đẻ tôi vừa ngày bà đứa con gái đó. Thôi ông im đi, nói bậy nói bạ không à. Thôi bây giờ vậy nè, ông cho phép chú rể rước cô dâu đi nghe. Đi đâu ạ? Thì rước dâu về khách sạn chứ đi đâu nữa. Tạm thời thì ở khách sạn, chừng nào thủ tục xong xuôi rồi mới rước về Đài Loan luôn chứ đâu có ở. À, cái tiền đó đủ rồi, muốn rước ở đâu rước. À, phụ sang, xin về cục cục lãng băng tí chẳng cho bộ giả chi ạ. Khỏi nói muốn dẫn đi đâu mới dẫn đi. Mày nói tao không hiểu gì hết trơn rồi. Con, nhớ ngày mai về thăm má nghe con. Dạ. Thằng đó dẫn mày đi rồi, bây giờ tao khuyên tôi rước bà về. Đi về bà. Nè, nói chị nghe nè. Chuyện con gái lấy chồng xa nhà là chuyện thường mà. Hơi sức đâu mà buồn chị. Nó lấy chồng mà báo hiếu được cho cha mẹ. Vợ chồng tôi hết khó khăn. Còn bà thì nhờ ăn theo chuyện này mà cũng ấm phải không? Ông tránh xa đi, ông tránh xa tôi ra đi. Bộ tôi làm bạn xin nghỉ phù dạng mà. Trời ơi, ông đừng lại gần tôi mà. Cô đừng sợ, tôi không có làm gì cô lâu là cô không có vậy chết rồi, tinh tinh là tụng mộng nó chắc rồi. Trời ơi, thì các người đã lừa dối tôi mà. Tôi không có ý lừa dối cô lâu. Nếu như cô không có lòng ý thì thôi vậy. Phỏng lát trên đình tình trung bộ lộ sốc phá trạng chiếc ra nào. Ông đừng đánh gần tôi. Má ơi, má, má ơi. Cô Mai, cô sợ không chịu gì thôi. Đi từ từ kéo té đó. Mai ơi, em đã xa anh thật rồi sao? Biết chừng nào anh mới còn gặp lại em? Trời ơi, ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua. Mai. Anh Tiến ơi, anh Tiến. Mai. Mai. Anh Tiến. Không, Mai ơi, anh đưa em về nhà không. Nha. Em không muốn về nhà nữa đâu. Em phải về nhà mà. Không, em sợ lắm. Ông ta sẽ trở lại tìm em. Em không thể nào làm vợ ông ta được. Không muốn làm vợ một người xa lạ nữa đâu anh à. Em đừng sợ, bên em còn có anh mà. Anh tin rằng ba má em sẽ không còn bắt buộc em nữa đâu. Anh Tiến, em không xứng đáng với anh đâu. Em là kẻ phản bội mà. Em đừng có nói vậy. Anh thông cảm cho em mà. Anh Tiến, giờ thì mình bên nhau. Em chẳng mong xa rời anh nữa đâu. Ngày qua rộng lòng tha thứ. Nào phải tại do em đã thương anh
gió luồn. Mai anh tìm sẽ nghiêng mình đón nhận nở cánh hoa tươi tỏa ngát nồng. Em là hoa mai, còn anh là gió xuân về. Tay trong tay cùng tung tăng trên đường phố, mình đi khắp mọi nhà. Về quê nè, thưa với mẹ cha, đem lễ vật cao trồng đến nhà em già thôi. Để Tết năm nay chúng mình làm lễ cưới, đón một mùa xuân trong hạnh phúc tràn đầy. Em có thuận tình không hay nói đi, đừng để lâu. Mệt quá rồi kêu gào cái gì không biết ai nữa mà bội ghê á. Ai đó? Ủa Lý sao á? Trời ơi quên mẹ nó, cái tiếng rồi. Sao giờ này còn đi lang thang ở đâu đây? Hiểu không? Hòa sáng đi kìa, đến khi thì cô hỗn độn phát tay chàng chi ạ rồi. Cô lâu dâu nó bỏ đi rồi, bà phải trả tiền lại cho tôi. Ây da, trời ơi nó bỏ đi rồi, trời ơi tôi chết tôi rồi, điểm này là húp cháo rùa nó rồi, sao kỳ vậy? Tình tiền thừa lì lôi, sao số bộ hoa phủ vàng. Ngày đẹp tờ dương mới, tuôn lâu hay khúc chàng trề. Lào hay lâu báo dầm, xoa tan lâu lại tình ai vừa mới xây. Ngồi giờ không yêu ngô, có ngô mà hà ly. Vì làng làm chê ngộ, chi thế bộ lắm cảnh này. Làng nhìn ngô như ma quái, không cho ngô lên bên làng. Làng kêu la khóc thằn, lôi ngô gạt lừa dồi bỏ gia ly. Giờ thì ngô mất thôi, cái cô giờ sinh. Trời đất ơi, cô ta bỏ đi rồi, thì bà phải trả tiền lại cho tôi. Nhanh lên. Bình tĩnh. Trời ơi, được rồi, tôi sẽ trả, nhưng mà để mấy bữa nữa trả hen. Bây giờ tôi đi đòi tiền người ta, hiểu không? Bây giờ phải đi đòi chứ. Đó, đúng rồi, đi đòi. Trời ơi, cơm tới miệng rồi mà nuốt không trôi là sao vậy trời? Sao bây giờ sao ngồi mà suy nghĩ để câm hết luôn vậy? Hứa với tôi uy tín quá mà, nhận tiền hớn hở quá mà, sao bây giờ kỳ vậy, hai chồng câm luôn hả? Cũng tại chị gạt gia đình tôi, chị rách tâm gả con tôi cho một người mang tật mà lại giấu giếm. Bà trả lời đi, dám nó không biết bên thiện bên giả lắm à. Tôi hỏi bà
Lý do gì bà lại giấu tôi? Trước khi làm mối làm mãi, bà chẳng nói chi đến chuyện cặn dò. Con gái tôi có hai chân đi đứng thêm mà bà chọn chồng cho nó một cẳng là sao? À, là tại vì ông không hỏi tôi đâu có biết. Ô, xin bà quan trọng gì đến cẳng đếm chân chứ. Nếu có tiền thì cùi cũng vẫn hơn. Em bà nói chẳng lọt tay, chút nào đã lấy tiền còn muốn dối gạt người ta. Dối gạt gì? Xin lỗi à, con này không có ngán ai đâu mà dối gạt. Trời ơi, bây giờ tôi hỏi nè, hai vợ chồng á, thử cùng suy nghĩ một lượt coi, thử nghĩ coi, nếu mà không có gì bên rể đó mà bên lành bên hư á, thì ổng đâu có qua đây rồi bỏ ra mấy ngàn đô cho gia đình ông bà rước con gái ông bà về đặng mà nuôi cơm. Sao nói ra thì biết suy nghĩ chứ, khỏi nói nhiều nó mệt quá. Không gả con trả tiền đi cho tao đi kiếm mướn khác. Mệt được quá. Rồi tôi sẽ trả cho bà. Để chừng nào có? Ba bữa nữa. Ba bữa hay không? Nhắm có không? Bà đừng có lo, nếu cần phải bán nhà để trả, tôi cũng bán để trả đủ cho bà. À, bà nói vậy tôi nghe còn được, nhưng mà cuộc đời này làm sao tin lời nói. Bây giờ vậy, tôi ghi ra đây, hai ông bà làm ơn ký vô giùm ba, ngày nữa tôi đến tôi hốt tiền à. Đưa đây, cần bán là bán nhà luôn, chơi luôn. Rồi đó, đi về đi. Cảm ơn à. Bán là bán chứ. Bà ơi, bán nhà rồi ở đâu bà? Thì ở ngoài đường chứ còn ở đâu nữa. Như vậy cho vừa lòng ông. Hai bạn đừng ngại, đây là tấm lòng của bạn bè giúp nhau khi gặp khó khăn mà. Mai cảm ơn các anh nhiều lắm. Mai biết là Mai có lỗi. Thôi đừng nhắc lại chuyện đã qua nữa, miễn hai bạn nói tiếp tình cảm như trước đây là bọn này vui rồi, phải không? Không biết ơn của các anh chừng nào em mới trả được đây. Mai và tôi sẽ nhớ mãi tình cảm của các bạn. Thôi đừng có lo, bữa nay tụi này giúp thì mai mốt tới đám cưới của hai người tụi này chỉ tới ăn trừ thôi. Đúng rồi đó. Tiền bị mẹ nhiều quá bà ơi. Lúc trả nợ, lúc lo bệnh hoạn thâm thủng, bây giờ đâu có đủ đâu. Tôi còn tiền. Đây nè, mấy cái bao bữa hổm tôi giếm nè, tính thủ và cái bao lì xì này dành phòng thân, bây giờ góp vô luôn. Góp vô thì cũng có thiếu gần 10 triệu đồng nữa lận mà. Gần 10 triệu hả? Để coi tính coi. 10 triệu hơn 900 đô. Sao? Không đủ hả? Không đủ thì bán nhà mà trả. Bữa trước cả hai vợ chồng đồng thanh ngon lắm hả? Dạ thưa hai bác, cháu và một số bạn bè của cháu á, xin hai bác cho chúng cháu được phụ giúp hai bác trong những lúc khó khăn này. À, Tiến. Cháu Tiến. Dạ, đây là 10 triệu đồng, xin bác cứ cầm lấy trả cho người ta. Chúng cháu không thể đành lòng nhìn hai bác và Mai chịu khổ được. Cháu Tiến, cho tôi hôn miếng mẹ ơi. Đó, tiền trả đủ cho bà rồi đó, lấy đi. Để từ từ. Vậy là đủ. Thôi chuyện cũng lỡ rồi, đâu có ai muốn, phải không anh chị? Bây giờ hay để tôi tìm một người khác trẻ trung đẹp trai hơn nha. Để tôi coi. Trời ơi, đây rồi. Có một cậu thanh niên tên gọi là Tu Xe, tuổi 35 mà chưa có lập gia đình. Người nhỏ nhắn hiền lành mà dễ thương. Có điều cái miệng hơi chu. Cảnh sang giàu, người Đài Loan chính hiệu. Nếu chịu cậu này thì tôi sẽ báo liền cậu ta đến hỏi cưới cô Mai. Được không? Thế sao im lặng chứ? Thôi đừng nghiến răng, tôi thấy ơn xương. Hai cậu này là người gốc Hồng Kông đó nè. Tuổi tứ tuần, đầu hỏi tráng cao. Bởi do kém vợ nên bây giờ chưa vợ, là chủ công ty hàng không dân dụng. Nếu mà ưng thương.
Ủa sao cả nhà tự dưng nhìn tôi trợn tròn mắt lên nè? Tự nhiên không ngó sao được. Sao anh Hảo sao tự nhiên mặt đằng đằng sát khí dữ? Thôi em đi. Bà có rảnh bà đi kiếm cho bà đó. Cho bà hay nha. Bà làm mai làm mối mà nói dốc nói xạo, có bữa không còn cái rang hút cháo nha. Trời ơi, anh làm gì mà anh nói nặng quá vậy? Thì thôi em chịu, em chịu thôi chứ. Sao nghèo sao làm tàn dữ. Còn hơn làm bậy như bà. Đừng có nóng mà ông. Bởi vì tao nói cuộc đời tôi á, làm ơn là mắc quán không hả? Bà mà làm ơn hả? Bà ném về làm cò để ăn tiền thì đúng hơn, chứ làm ơn cho ai? Thôi mà anh, bà đi đi. Khỏi, cả nhà khỏi đuổi. Thấy cái tình hình căng thẳng vậy là đến lúc tôi phải đi rồi. Bác cảm ơn con với các bạn của con lắm nghe tiếng. Sau này bác sẽ trả lại cho con nha. Dạ, bác đừng có bận tâm mà. Bây giờ xin phép bác cho con đưa Mai đi báo cho các bạn biết là chuyện đã giải quyết êm xuôi rồi. À, đi đi cháu. Dạ. Thưa ba má con đi. Ừ. Bây giờ chuyện thằng Tiến với con Mai ông tính làm sao ông? Thì tụi nó thương nhau, cứ cho tụi nó tiến tới hôn nhân chứ làm sao nữa bà. Ủa, cô Lý. Ủa, bà là trời ơi, chết mẹ, chết mai mối này nhớ không? Tôi nhớ rồi, bà đi đâu đây? Đi hành nghề chứ đi đâu nữa. Nè, chuyện trước đây không phải lỗi tại tôi đâu nha. Tại vì cái ông đó, ông muốn nói thiệt với tôi là ông đã có vợ. Cũng may là tôi phát hiện kịp thời, nếu không cuộc đời tôi về đây không biết sẽ ra sao. Ôi da, thôi chuyện qua rồi, đừng có nhắc lại nữa mà. Tại bà nhắc đó chứ. Thôi, thôi bây giờ để chị đền nha, chịu không? Để chuộc lại lỗi lầm á, thì chị sẽ giúp em. Bà giúp tôi chuyện gì? Thì chị, tôi sẽ làm mai em một người, để em được yên ấm cuộc đời. Có anh đại lớn tuổi chưa 28, lớn con thế đẹp lại cao sang. Nếu em ứng thì ôi hết đi. Thôi cho tôi xin đi bà ơi, tôi không nghe thứ như ngày nào, mời bà đi giùm cho. Ủa sao vậy? Sao tự nhiên đuổi vậy? Em nói một câu dễ xa nhau vậy? Chị là chị thương em, chị muốn giúp. Ủa, ai đây? Có quen không mà sao khều vai tôi vậy? Đây là chồng sắp cưới của tôi. Hả? Chồng sắp cưới ấy, trời ơi, tôi chạy thôi. Lại. Ê, đừng. Chạy hả? Đừng đánh thân tôi cho thân này tới già. Đừng đánh thân tôi lỡ dài thôi đừng. Từ bữa hôm nay tôi xin thề nghỉ làm mai, tôi nguyện sẽ ăn chay cùng với hoài thịt theo giá cày. Thế không bác? Thiệt, nói thiệt mà, lời nói như đinh không bao giờ sai dài. Lời nói như tên nên bốn ngựa khó theo cùng. Làm mỗi bao năm chưa bao giờ gặp chuyện xui, hết thời phải xin thôi xin giá tư nghề làm mai. Cậu bây giờ tôi nói cậu nghe, cậu quýnh tôi giờ tôi chết liền á. Tôi giờ đang có bầu với bé trong bụng mà quýnh tôi chết liền á. Tôi thành thật tôi nói, còn tha thứ cho tôi. Tôi biết cậu là chồng sắp cưới của cô Lý cho nên tôi mới. Ủa sao đi mất này? Trời ơi, vậy mà nãy giờ mình cứ nói chuyện mình giống như con khùng vậy. Cũng may ghê, mình lẹ mồm lẹ miệng, nếu không mình chắc mình cũng mềm mình đi khiên cha đó rồi. Trời ơi, mô Phật, mô Phật. Anh Sưởng. Ủa Diễm, bộ em bộ cô chưa đi Đà Lạt lộn nữa, đi Đài Loan sao? Không, em đã bị lầm bởi thằng Sở Khanh đó rồi.
Nó chỉ coi em là thú vui qua đường thôi. Bây giờ em mới biết là nó đã có vợ rồi. Nó qua đây chỉ nhằm mục đích tìm nhân tình để cặp bồ lúc xa nhà. Anh Sửu, bây giờ em hối hận lắm. Em tưởng anh đã về quê rồi chứ. Mặt mũi nào mà về quê nữa cô. Cho nên tôi ở lại đây nè, kiếm việc làm. Bây giờ tôi đang vừa học nghề, vừa làm ở một cơ sở sửa xe. Sống cũng được cô à. Anh Sửu, giờ đây em mới hiểu thế nào là lẽ sống của tình yêu. Em quá ngu khờ, chạy theo bản chính sang, nên giờ phải khổ, phải nhầm đắng nuốt cay. Nghĩ lại chuyện xưa, em thấy khổ thẹn vô cùng. Qua xóa tan rồi, đã một lần xa chân, xin cô hãy nhớ, chớ dại khờ rồi gây thêm tham hoa, để không phải sát sơ tiều tụy gió vàng, nhìn cô mà lòng tôi. Phải chăng em giờ đây như cánh hoa tàn úa, gục chết bên đường mà chẳng ai nhớ thương em? Phải giờ trông cô như một cánh hoa tàn sau cơn giông bão, lại bon chen khoe sắc khoe hương để giờ đây phải rã cánh rơi. Cánh hoa mà trước kia tôi đã từng thân yêu chăm sóc ân cần, nhưng hoa đã bỏ đi vì không muốn sống trong lọ đất. Hoa chỉ muốn sống trong bình sứ sang giàu để đua sắc khoe. Tôi đau xót không cầm chân hoa được, nén cơn sầu quan tâm cầu nguyện cho hoa mãi ngát. Những tật xót xa thì vô tình gặp lại, cánh hoa ngày nào đã tàn phai hương sắc. Anh Sửu, do ba em gây ra nên giờ đây nào đâu than vãn. Anh ước mong sao em được tròn mộng ước tơ duyên. Ôi nghĩ đến hôn nhân thì buồn thương, trào dâng khóe mắt. Hãy cho em một chút suy tư để nhớ về.
dưới gốc mây anh nắm tay em thở thẻ. Em có bằng lòng làm vợ anh không? Em không nói, chỉ gật đầu chấp nhận. Anh vui mừng bế em chạy khắp đường đê. Hạnh phúc ngày xưa chỉ còn là áo vòng. Thôi đừng nhắc làm gì chẳng giúp được gì đâu. Anh chủ, hôm nay gặp lại anh em mừng quá à. Anh chủ, em mua cành mai này anh thấy có đẹp không? Ủa, ai vậy anh? Đây là bạn anh hồi ở dưới quê, tên là Diễm. Còn đây là Vân, bạn gái của tôi. Chúc mừng cho anh. Ủa, bạn bè sao gặp nhau không thấy cổ vui gì hết vậy anh? Tại cổ mới làm mất tiền cho nên vui sao nổi. Thôi đi em. Xa xa trên mây thiên hà, dưới ánh nắng thắm trên miền tây.